ăn thịt, chướng ngại thiện chung. Có một người phụ nữ hơn 50 tuổi, từng niệm Phật nhiều năm, hiện đang mắc bệnh tiểu đường. Hòa thượng Diệu Pháp bảo là do bà sát sinh quá nặng, mà chiêu cảm nên. Bà kể, mình hồi nhỏ nhát gan, ngay có con sâu cũng không dám giết. Khi sư phụ hỏi bà, có thường ăn thịt cua sống ven biển hay không? Bà kinh ngạc sửng người, liền khai ra mọi sự. Con gái bà được phái qua Nhật Bản mấy năm, năm nào cũng rước bà qua Nhật ở trên một tháng. Do bà không ăn thịt, nên con gái bà tuần nào cũng lái xe đưa bà ra nhà hàng hải sản tươi sống ven biển. Còn giải thích là, ăn thịt cua chân cách thủy, đâu do mình giết nó. Hòa thượng nhiều Pháp bảo bà. Những con cua biển đó, nhân vì thực khách đòi ăn, nó mới bị bếp sư hấp chết. Ngài lại bảo những món này cho dù là khi mua bà thấy đó đã chết hay dù mua từ ngăn đông lạnh hoặc được người làm xong cho bà ăn chín nếu nói một cách nghiêm nhặt đều tính vào tội tạo nghiệp sát sinh cả bởi vì nếu như người ăn bằng giảm thiểu thì hành vi giết chóc cũng ít đi nói cho rốt ráo thì ăn thịt động vật chính là tạo nghiệp sát sinh Sư phụ thấy bà vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu, liền khai thị tiếp. Có người sát sinh rất nhiều, thậm chí chỉ làm công việc phụ sát sinh. Nhưng hiện tại thấy họ rất mạnh khỏe, song có người mới giết qua một lần loài động vật nào đó, hoặc vừa mới ăn qua loại thịt nào đó, thì bệnh lại phát ra. Nguyên nhân là do nghiệp lực và phúc báo mỗi cá nhân tích lũy không đồng giống như có người mỗi ngày uống một cân rượu trắng ngày ngày đều uống trong thời gian ngắn vẫn không sao nhưng có người ngay cả nhắm chút rượu thậm chí đến rượu bia cũng không uống được hễ uống là sai đây chính là do mỗi cá nhân tửu lượng không đồng nhưng đối với hạng người có sở thích không tốt, ưa tạo nghiệp sát sinh, ưa ăn thịt động vật, thì sớm muộn gì quả báo cũng đến. Vì tham ăn ngon, muốn khoái khẩu, mà người ta mặc tình tàn sát động vật, và thèm ăn mỹ dị máu tanh, mà tự chiêu vào mình mầm móng oán hận, hòa tai. Nên nói, bệnh tùng khẩu nhập là như vậy hòa thượng lại hỏi bà nhà bà có lư hương đồng giả đồ cổ không dạ có bà lộ vẻ rất kinh hãi hai mắt nhìn hòa thượng trân trối bà cất đó ở đâu hình như ở trên sân thượng ạ à. khi bà về mau lấy ra rửa sạch để ráo phàm là đồ cúng nếu không dùng cần bảo tồn xử lý cho ổn hoặc là chuyển tặng cho người đừng tùy tiện đặt để bừa bãi như vậy là không cung kính hòa thượng nói tha thiết tôi đã nhắc bà hai điều nếu như biết lỗi sám hối bệnh của bà sẽ dần chuyển tốt nếu muốn thực sự khỏe mạnh thì nên dứt hẳn thịt cá ăn chay trường ăn thịt chúng sinh mà niệm phật là tham dục chẳng đoạn tội lỗi không đoạn danh hiệu phật và tâm khó thể tương ưng dù niệm hơn trăm năm cũng khó về cực lạc tại hồng kông và ngoại thành cửu long thường có người đem tượng bồ tát quan thế âm tổ sư đạt ma tế công tùy tiện bỏ ngoài ven lộ làm thế là không cung kính Xin hãy cẩn thận tránh điều này. Hy vọng quý vị biết sai, liền sửa. Bồ Tát là người tự giác bổn tính, khéo phổ độ, như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quang Thế Âm Bồ Tát, đều là các bậc Đại Bồ Tát hóa độ chúng sinh, thoát ly khổ nạn. Kiếp người nhiều đau khổ. May là trong biển khổ còn có Bồ Tát trợ giúp. Đời nay có thể được thân cận, nghe danh Bồ Tát, chính là nhờ nhiều đời quý vị tu thiền căn tạo phúc đức nhân duyên sâu mới có được điều đáng quý khó được bồ tát là đệ nhất bảo tàng trong dân thế nếu quý vị đem từ bồ tát vứt bỏ ngoài đường nghĩa là vứt bỏ bảo tàng đoạn mất duyên lành tổn thất lớn nhất vẫn là bản thân bà hàng trứng Ráng một buổi chiều năm 1993, có người nhấn chuông cổng. Tôi ra mở cửa thì gặp một phụ nữ độ ngoài 50. Phía sau bà còn hai cô con gái khoảng hai mươi mấy tuổi đang khi một bao gạo to. Tôi hỏi bà: "Bà tìm ai?" Bà nói: "Bà tìm tôi." Nhưng tôi không quen bà, mà bà đối với tôi ra vẻ rất quen. Bà ngoái đầu kêu con gái vào nhà. "Không đợi tôi mời." bà từ đóng cổng rồi tiến vào phòng khách sau đó bảo hai con thả bao gạo xuống để cùng theo bà bái Phật họ lễ xong tôi vẫn chưa nhận ra bà là ai bà cười nói <cười> một năm trước tôi có tới nhà tôn huynh tôi là bà hàng trứng ráng nè tôi nghe qua thì sực nhớ liền nói à, <laughs> tôi xin lỗi, tôi nhất thời không nhận ra. xin mời ngồi. đừng bà đã đỡ chưa? Dạ khỏe rồi. hôm nay tôi cho hai con khiên bao gạo này đến để cảm tạ. tôi biết tôn huynh xưa nay không có nhận quà, nhưng mà hôm nay tôn huynh nhất định phải nhận bao gạo này vì nhờ tôn huynh và vị sư phụ kia mà tôi mới sống còn đến ngày hôm nay. nghe bà nói dòng tư tưởng tôi trôi về quá khứ năm ngoái một cư sĩ quen đã dẫn bà tới nhà tôi chồng bà bị chứng thoát đĩa đệm cột sống phải nằm trên giường sáu năm tuy bà ân cần chăm sóc nhưng cuối cùng ông vẫn không thể đứng dậy và đã qua đời nửa năm trước ngờ đâu bà cũng mắc chứng bệnh giống vậy nghĩ đến chồng mình bị bệnh hành tiêu tốn rất nhiều tiền mà không giữ được mạng bà nghĩ thầm chi bằng mình chết sớm còn tốt hơn khỏi làm lụy tới hai con vì vậy mà bà không thèm đi khám bệnh cũng chẳng uống thuốc chi con gái biết được ý mẹ vạn phần lo lắng bèn đến chùa quan âm cầu phật gia hộ May gặp một cư sĩ tốt bụng Trước đây Ông là láng giềng của họ Sau khi biết chuyện rồi Ông rất cảm thông Sẵn dịp Nghe tin Hòa Thượng Diệu Pháp vừa đến nhà tôi Ông bèn dắt bà tới Cầu sư phụ Chỉ cho con đường sống Hòa Thượng Lắng nghe bà kể rõ bệnh tình rồi Liền hỏi Nghề bà mưu sinh Có liên hệ đến trứng gà không? Bà có vẻ kinh ngạc Nói con sống bằng nghề à? bán bánh trứng rán một ngày tối đa tráng mười mấy cân trứng có phải vụ này liên hệ tới bệnh của con không bà làm như vậy không phải để kiếm tiền sao dạ con nương và sức lao động chân chính để kiếm tiền mong ngài chỉ dùng nguyên nhân bị bệnh bà đừng trách tôi nói thẳng nhé một cân khoảng mười một mười hai trứng gà bà tính mỗi cân chỉ có bảy tám trứng còn bán trứng gà nhỏ cao bằng giá trứng gà lớn và kiếm lời trong chỗ cân thiếu này có phải như vậy không bà đáp dạ ai cũng làm vậy để kiếm chút tiền mà trên thực tế đâu phải là khách không có biết nhưng mà lúc mua chẳng có ai để tâm so đo nói theo phật pháp thì bà làm như vậy là tham là lừa dối bà bán hàng cân thiếu vì mong có thêm chút tiền nhưng giọt nước lâu ngày xuyên thủng đá tích ác nhỏ sẽ thành họa lớn đây là nguyên nhân căn bệnh của bà vậy chồng tôi không có liên can việc này vì sao cũng bệnh giống vậy sư phụ nhẫn nại giải thích bị giống một chứng bệnh không có nghĩa là đồng một nguyên nhân. Ví như bệnh cảm sốt, đa số các chứng viêm thường bắt đầu từ bệnh sốt cả. Có thể bà sẽ hỏi, phải chăng ai bán bánh trứng rán cũng mắc bệnh này? Đây không nhất định. Mỗi người từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, nhân quả chồng chéo phức tạp, chẳng ai giống nhau. Đọc báo Chúng ta thấy mô tả tai nạn xe Cũng đồng một tai nạn Nhưng kẻ thì chết thảm Có người bị văng ra xa mấy mét Nhưng lại bình an vô sự Tưởng chết lại được sống Nghĩa là Có rất nhiều chuyện lạ lùng Ngoài sức tưởng Nhưng thực ra Đây đều liên quan đến đức hạnh của mỗi người Những người sống thiện Dù gặp nạn dữ Rất dễ hóa lành hay biến nguy thành an chuyện làm ăn buôn bán kiếm tiền là thường tình là thiên kinh địa nghĩa cổ nhân nói quân tử yêu tài thủ chi hữu đạo nghĩa là dù ưa tiền song kiếm tiền cũng phải có đạo đức bà đã cân thiếu hai lượng dùng hành vi giả dối này làm phương pháp phát tài là không có đạo đức hơn nữa, việc này đồng nghĩa với dưỡng hổ, di họa. Hiện giờ số tiền lớn nhờ cân thiếu mà kiếm được. Trong tương lai, bà sẽ phải đổ vào chi phí thuốc men hết mà không đủ nữa. Tôi giải thích như vậy, bà có tiếp thu được không? Dạ, thưa sư phụ, con rõ rồi. Sau này sẽ không tham tài lừa khách hàng nữa. Hòa thượng bảo bà thỉnh tôn thượng Phật về thờ, mỗi ngày lễ bái sám hối. Bởi bà không biết chữ, nên hòa thượng dạy bà, khi lạy Phật, cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, và phải phóng sinh, thì bệnh bà có thể lành. Lúc ra về, bà cảm thấy lưng khỏe hơn rất nhiều, nên càng tăng thêm tính tâm đối với Phật Pháp. Thật không ngờ, hơn một năm thì bình của bà lành còn đến đây đáp tạ nữa bà thấy tôi không chịu nhận bao gạo kích động nói sau khi tôi từ nhà tôn huynh ra về ngày nào cũng nghĩ đến những việc làm thất đức của mình lòng ăn năn khôn xiết hôm sau tôi vội đi thỉnh tượng quan âm về thờ hàng ngày thắp hương lễ bái một ngày lễ tối đa ba trăm lại lưng tôi chẳng những không đau mà ngày càng khỏe lên. nhưng có một hôm đột nhiên lưng tôi đau kịch liệt, đau tới đứng không nổi. các con khuyên tôi nên đi bệnh viện. tôi nói bệnh viện nếu chữa được thì ba của tụi bay đã không có chết. sư phụ kia nói đúng, má tin ông ta. thực ra dù bệnh lành hay không tôi cũng tin. ai bảo tôi phạm tội buôn bán gian xảo làm chi? đau đớn hành tôi chẳng thể ngồi được nữa nên đành phải nằm trên giường niệm danh bồ tát quan thế âm tôi niệm kiên trì như vậy cả tháng một đêm nọ tôi nằm mộng thấy bồ tát quan thế âm xuất hiện trước mặt mình tôi vội khấn đầu làm lễ bồ tát hỏi con ngày ngày niệm danh ta là muốn cầu điều gì con do tham tài mà lưng đau bị thoát để đệm cột sống xin ngài tri bệnh giúp cho con mà lành rồi thì ngài ngài luôn niệm phật lễ phật bồ tát cúi xuống đưa tay sờ và lưng tôi mỉm cười bảo người vốn không có bệnh nếu bị bệnh thì làm sao có thể khấu đầu làm lễ trước ta được nói xong bồ tát biến mất Tôi mừng rỡ, niệm to danh ngài, rồi ngồi bọt dậy trên giường. Hai con gái tôi bị tiếng của tôi đánh thức, vội chạy tới bên giường an ủi. Đột nhiên, chúng kinh ngạc, vui mừng reo lên. Trời ơi, con mừng quá, má ngồi dậy được rồi nè, má! Lúc này tôi mới phát hiện, mình đã tự ngồi dậy được. Hồi tưởng lại tình cảnh trong mộng, thì đột nhiên lưng tôi có cảm giác nóng ấm, hết sức dễ chịu thư thái. Lúc này mới biết là bệnh mình lành rồi. Lòng quá cảm động, lệ tuôn không cầm được. Tôi kể lại cho hai con nghe chuyện giấc mộng. Chúng chưa có tin lắm. Tôi bảo hai con đỡ mình dậy. Chúng dìu tôi đi thử mấy bước. Lưng tôi không có đau chút nào hết á. Chỉ có hai giò là còn hơi yếu. Tôi hiểu đây là tại mình nằm mãi ở trên giường hơn cả tháng. Vậy là ba mẹ con chúng tôi mừng rỡ đến không ngủ được. Bệnh lành hẳn hoàn toàn. Lòng tôi tràn đầy niềm tri ân quan thế âm. Đồng thời cũng nhớ đến ông xã. Giờ đã thành nắm tro xương. Nếu như ông gặp Phật Pháp, chẳng phải là đã được cứu rồi hay sao? Vậy là tôi đã quyết định về quê, ra thăm mộ ông khoe là tôi đã từ cõi chết mà sống được thăm mộ xong bà con thân thích mời tôi ghé chơi mấy ngày tôi bằng lòng trong thời gian ở quê á thấy người ta gặt còn sót bông lúa rất nhiều tôi hỏi người trong thôn lúa còn sót dữ quá sao không ai mót hết vậy họ mới trả lời là bây giờ ở nhà ai cũng sung tốt khá giả nên chẳng thèm phơi đầu dưới nắng, mót lúa làm gì nữa. Tôi bèn hỏi, vậy chứ tôi mót có được không? Họ mới nói, có gì mà không được, vài ngày sau á rơm rạ đều bị thiêu trụi hết thôi. Ngừng một lúc, bà nói tiếp, tôi thấy lúa còn sót quá nhiều, mà bị đem đi đốt hết thì rất là uổng. Bèn bỏ ra một tuần để mót lúa. Mót cũng được à, bốn ôm to đùng đem xây ra thành 98 ký gạo. Hôm nay, tôi chở tới cho Tôn Huynh 50 ký. Đây chẳng phải là lễ vật gì đâu, mà muốn để Tôn Huynh biết là lưng tôi thật sự là lành rồi, nên mới có thể khôm lâu như vậy để mót ra ngần ấy gạo đó chứ. Xem như Phật Bồ Tát đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Tôi thường nhờ con gái giúp tôi tụng kinh Bồ Tát Quan Thế Âm Phổ Môn Phẩm hồi hướng phúc cho chúng sinh kính tặng tôn huynh bao gạo này để cùng chia vui với chúng tôi tôi mỉm cười bảo tôi không dám thu lễ của bà đâu hãy đem đến chùa cúng dường cười xuất gia đi vì các vị ấy mới là đại diện phật tại nhân gian hơn nữa hòa thượng diệu pháp cũng là người xuất gia đó nghe tôi thuyết phục hồi lâu bà mới hoan hỉ đem gạo đến chùa biếu chùa biếu Nửa cái bánh Gia đình ông Trình có ba người. Sau khi quy y Phật rồi, thì giữ giới rất nghiêm. Nhà ông giàu có ngàn vạn, lại một bề trì giới chu toàn, khiến cho một người rất kính phục. Xem ra, phú quý học đạo cũng không khó. Mấu chốt nằm ở chỗ, bạn có huệ căng và cùng Phật có chuyên hay chăng thôi. Con trai của ông là Trịnh Vĩ, vừa mới lên cao trung, Ngày nọ, tan học, chàng ra về cùng các bạn. Trong nhóm có bạn X đang đói bụng, nên đã mua một cái bánh nướng. Vừa mới cắn một miếng, thì X nhổ ra ngay, rồi vứt miếng bánh ra xa. Trình Vĩ hỏi, Sao lại ném bánh đi? X nói, Ừ, dở quá, ăn không ngon. Chàng trả lời, thì X đi đến gần cái bánh vừa ném đó. Thuần chân, anh đá nó văng ra xa thêm mấy mét nữa. Trình Vĩ vội chạy đến đường cái bánh lên, đưa cho bạn. Ôn tồn nói. Đừng có dứt bỏ bánh như vậy, rất ổn. Bạn hãy ăn đi nha. Lãng phí lương thực là có tội nhiều lắm đó. Is cười khẩy, bảo. <cười> bánh này tôi mua, không thích á thì dục đi. Có tội gì? Nếu anh sợ lãng phí á, thì tự ăn đi. Trình Vĩ nói. Vậy tôi ăn thay anh nha. Nói xong, liền ăn cái bánh đó. Khi mẹ trình vĩ mách hòa thượng chuyện này, bác bà đỏ lên. Bà nói, mình đã khóc khi nghe con trai thuộc lại cảnh trạng đó. Hòa thượng nghe xong, nhìn thật lâu và mặt cậu con đang ngồi im lặng bên mẹ, mỉm cười khen. Con trai ngoan, học tập giỏi, tiền đồ sáng lạng vô cùng nghe. Bà Trình Vĩ nói. Trình dĩ ngày nhỏ rất ưa tỉnh tọa, có lúc nó chơi đùa trong nhà, khi tìm thì chẳng thấy đâu, do chẳng nghe tiếng mở cổng lớn, nên con và mẹ nó rất thắc mắc, cùng đi tìm thì bỗng nghe tiếng động trong tủ quần áo. Chúng con mở tủ ra, nhìn vào á thì thấy thằng bé đang ngồi xếp bằng trang nghiêm trong đó, mắt thì nhắm, miệng chẳng nói lời nào, nhưng giống như là đang niệm cái gì đó. Con liền kéo cháu ra để hỏi ngồi trong đây làm cái gì? Nó đáp, con không biết. Thưa sư phụ, ngài nói xem, thằng bé này có duyên với Phật phải không? Nó luôn nói tương lai mình không kết hôn, chẳng thèm chút buồn phiền làm gì. Hòa thượng bảo, Đúng đó, các người ráng nuôi dạy nó cho tốt. Để nó làm thiện tri thức cho Phật giáo, tương lai sẽ cống hiến rất lớn cho đạo. Bà Trình Vĩ nói, Con có một việc nghĩ hoài mà không hiểu, ôm thắc mắc mãi suốt bao nhiêu năm nay, xin thỉnh giáo sư phụ, con vốn chỉ có tấm bằng cao trung, sau đó gặp cơ hội, chỉ tính làm ăn nhỏ thôi, ngờ đâu việc hết sức phát đạt, thuận lợi vô cùng, mãi cho tới bây giờ, sự nghiệp quá thành công, có lúc khiến cho bản thân con cũng có lấy làm lạ, vì có nhiều người bằng cấp rất là cao, lại cực kỳ thông minh, thậm chí ra làm việc sớm hơn con, nhưng trước sau không phát, hoặc có hưng thịnh được mấy năm á thì lại bị suy sụp. Còn con á thì không những phát đạt thuận lợi mà còn may mắn được gặp Phật pháp, biết niệm Phật nè, tụng kinh nè, in ấn kinh, tạo Phật tượng. <laughs> Công việc làm ăn ngày càng tốt, đây không thể nói là không có phúc báo. Sư phụ có thể giảng cho con hiểu, con đã trồng nhân tốt gì trong quá khứ mà được kết quả như ngày hôm nay vậy? Sư phụ nói, Vấn đề này phải do chính mình tự tham thiền, công phu đạt, thì sẽ hiểu minh bạch thôi. Chắc hẳn anh làm ăn, từ sáng đến tối toàn lo kiếm tiền, không có thời gian tĩnh tọa. Để cháu trình vĩ và mọi người hiểu rõ nhân quả, tôi sẽ kể cho nghe một câu chuyện. Thời Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thế có một lần nọ có hơn hai ngàn vị đệ tử phật đang ngồi trong giảng đường chăm chú nghe ngài thuyết pháp khi đó có một vị tỳ kheo ngồi ở tận ngoài cùng gần cổng lớn trong bụng đột nhiên vang lên tiếng sôi rộn rột nhưng do các tỳ kheo quanh đó đang chú tâm nghe pháp nên không ai để ý vì tỳ kheo này bỗng nghe phía sau mình có tiếng cười liền quay đầu lại giòn thì thấy ngoài cổng có một bé trai khoảng chín tuổi đang cười hì hì mồm đang nhai gì đó tay còn cầm nửa cái bánh nhỏ tiếng hỏi sư đói hả tỳ kheo gật đầu thế là thằng bé tặng nửa cái bánh cho vị tỳ kheo rồi xoay mình bỏ đi chơi tiếp hòa thượng bảo ba trình vĩ đứa bé đó là tiền thân của anh do miếu vị tỳ kheo nửa cái bánh đang lúc đói lòng giúp ông ta dựng tâm nghe pháp công đức này hết sức lớn đây chính là nguyên nhân khiến đời này anh giàu có sung túc trong kinh địa tạng nói đời dị lai nếu có thiện nam thiện nữ ở trong phật pháp trồng chút thiện căn bằng hạt cát mảy tơ sợi tóc thì phúc lợi được hưởng không thể ví dụ trong đời dị lai nếu có thiện nam thiện nữ gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe một câu một bài kệ phát tâm ân trọng tán thán cung kính bố thí cúng dường thì người đó được phúc báo lớn vô lượng vô biên nếu có thể hồi hướng cho pháp giới thì phúc này không thể ví dụ đứa bé kia do hiếu kỳ mà đến cổng giảng đường nghe mấy câu phật pháp có thể bé chẳng hiểu rõ nghĩa lý nhưng trong nhiều đời sau từ đó đến nay nhân duyên chính mùi bé cung những thành đệ tử phật mà còn rất giàu có chính là anh đấy phải biết vì tỳ kheo được bé tặng nửa cái bánh lót dạ lúc đói lòng nhờ vậy mà vững tâm nghe pháp phật được khai ngộ và chứng quả nhân đây mà có duyên với anh biết đâu chừng đời này cũng đến tụ hội hoặc cùng anh gặp gỡ chung sức hoàng dương phật pháp chỉ cần anh không ngừng tu tinh tấn chịu khó tham thiền tỉnh tọa sẽ có ngày anh hiểu rõ hết còn những người làm ăn mà sự nghiệp không thành công đa phần do đời trước hoặc đời này họ không chịu bố thí hoặc đã từng tạo nhiều chướng ngại khác muốn chuyển biến vận mệnh thì phải biết cách bố thí làm nhiều việc từ thiện ích quốc lợi dân và nhất là không nên sát đạo dâm vọng thực hành trì trí bình tâm thì có ngày sự nghiệp sẽ thành những người giàu sang, mà sau đó tiền tài bị tán thất. Đa số là tại họ tiêu tiền tạo nghiệp mà ra. Chẳng hạn như, tạo nghiệp tà dâm thừng thịnh, vì muốn ăn ngon sướng miệng mà tạo lắm sát nghiệp. Hoặc là, họ kiếm tiền bất chánh, thì như kiếm tiền bằng cách tạo các nghiệp sát đạo dâm vọng một khi nhân duyên chín mùi ác báo sẽ hiện tiền cho nên những ai làm an sinh sống theo nghiệp tà thì nên sớm chuyển nghề phải gìn giữ thân khẩu ý sửa đổi hành vi xấu sám hối tội lỗi bỏ ác hành thiện thì sẽ thay đổi được ác báo dị lai tiếp theo là câu chuyện thứ hai cũng liên quan đến con đường làm giàu hứa tiên sinh vợ chồng hứa tiên sinh là thương gia ngụ ở mã lai họ có đứa con trai tên là vũ hùng hùng không chăm chỉ học hành lại ưa giao du bạn xấu ngày ngày ở ngoài chơi hoang lưu lỏng hứa tiên sinh đành cho con đến anh quốc học mong nó lìa xa bạn xấu may ra nên người đến Anh Quốc, Hùng vẫn chứng nào tật nấy, ngày ngày đi khắp nơi trung tiền mua vui. Cho đến khi hứa tiên sinh làm ăn thất bại, kinh tế túng bấn, đành kêu con ngưng học hồi hương. Thế nhưng, thằng Hùng đã nghiền ma túy, không những nó vô phương trợ giúp sự nghiệp cho cha, mà còn đem ngôi nhà và toàn bộ tài sản còn lại của ông bán hết. Ông hứa buồn rầu sinh bệnh, trước phúc lâm chung ông mới ăn năn sám hối kể ra một sự thật mà từ trước tới giờ không ai biết như sau hồi xưa ông làm thư ký cho một phú thương nhưng ông lại có tình ý với vợ chủ nhân lần nọ nhân lúc ông chủ về thăm quê ông đã gian bẫy tạo nên tai nạn xe khiến chủ nhân chết thảm thế là toàn bộ những gì của ông chủ gồm gia sản của bà chủ đều rơi vào tay ông những gì mong cầu đều đã đạt thành ông hứa và vợ phú thương bèn xa chạy cao bay đi đến nơi khác xây tổ uyên ương một năm sau họ sanh con chính là cậu quý tử vũ hùng và cuối cùng sau khi tiêu xài hết tiền bạc của cha hùng đã đem toàn bộ gia sản của cha bán sạch đến nỗi ngay sau khi cha mất rồi phía quan tài hùng cũng không đủ sức để mua mẫu thân y cũng bị ung bú mà chết. Có thể nói, họ hứa hoàn toàn lâm vào cảnh, gia phá nhân vong. Tình, tình chấp tình nhiều người. đời Khi Hòa Thượng Diệu Pháp dẫn tôi đến một đại đạo tràng đỏ, thì sư bà trụ trì ni tự này kể cho Hòa Thượng nghe, nơi đây có hai sa di đi khoảng hơn 20 tuổi, tướng mạo trang nghiêm. Trước khi xuất gia, họ đều đã tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ. Sau khi họ phát tâm xuất gia rồi, thì tụng niệm bái sám, kinh điển thuộc mau. Các oai ghi, mỗi mỗi đều ổn. Lẽ ra, hai cô này có thể nổi bật xuất sắc trong chúng. Nhưng ngạc nổi, họ mắc phải chứng bệnh, đồng tính luyến ái mà trụ trì khuyên mãi không được. Xin gọi họ là Ni x và Ni Y. Mới đầu hai cô này chẳng ai lìa ai, ngủ thì nằm sát đơn nhau, đứng đâu cũng đứng cùng, lên điện tụng kinh sớm tối thì một trước một sau, vào thiền đường thì cũng ngồi kề bên nhau, thậm chí ngay cả đi rửa tay hai người cũng chẳng phân ly. Mới đầu, đại chúng chẳng để ý, nhưng lâu dần, trong chúng bắt đầu lưu tâm, phê bình, bởi vì khi trụ trì phái một trong hai người đi làm việc thì người kia nhất định phải đi theo nếu không cho thì làm ầm lên lần đó thấy vấn đề tuy không nghiêm trọng nhưng lại ảnh hưởng đến sự thanh tịnh trong đạo tràng đi chúng mặc dù cả chúng ngoài miệng không nói gì nhưng thường để mắt đến họ cũng không phát hiện họ có hành động gì phạm thanh quy sư trụ trì đã nhiều lần khuyên nhủ hai cô sau khi góp ý phê bình xong thì ni x bắt đầu lánh xa ni y nào dè lại phát sinh việc không hay ni y không chịu nổi cảnh ni x lánh xa mình nên giữa hai người xảy ra tranh cãi mặc dù họ không dám lớn tiếng làm ồn nhưng cả hai thường gây nhau đến đỏ mặt tía tai có tranh cãi cho lắm thì y vẫn không chịu để cho ý xa mình nửa bước cứ theo kè kè Giống như mẹ che chở con đi trên đường vậy. Theo như hai cô kể, tình cảm bọn họ có từ thời trung học, bắt đầu quen là thân ngay, có thể nói rằng vừa gặp mặt đã thấy thương liền. Từ lúc quen biết đến giờ, họ chưa hề xa nhau. Vào đại học cũng chung trường, ở ký túc xá sinh viên, dù người giường trên, kẻ giường dưới, nhưng hai người vẫn thường ngủ chung, chỉ cần ít ở ngoài tầm nhìn của y là trong lòng y trước bất an, đi y thưa với trụ trì rằng, con cũng cảm thấy như vậy là không bình thường, nhưng vô phương khống chế nội tâm của mình, do vậy mà sư trụ trì hy vọng hòa thượng diệu pháp có thể giúp giải quyết vấn đề khó khăn này. Hòa thượng trầm ngâm một lúc, rồi kể cách đi ba đời, bọn họ từng là mẹ con, mẫu từ tử hiếu kiếp thứ hai thì họ tái sinh làm phu thê quan hệ càng kháng kích như keo sơn quấn quít không rời suốt cả một đời do tâm dâm ái sâu nặng nên kiếp vừa rồi họ sinh làm đôi chim yến sớm tối chẳng lìa nhau đôi chim yến này làm tổ nơi cây đại thọ trước chùa Nhờ vậy mà ngày ngày được nghe kinh thính pháp Nên đời nay có thể cùng chuyển sinh làm người Cùng ban thân nữ Có trí thông minh nhớ dai Lại được đồng xuất gia tu đạo Nếu tu hành tốt Đời này họ có thể liễu sinh thoát tử Nếu như tâm cứ mãi đắm chìm trong tình ái sâu đậm từ nhiều đời đến đây, chẳng thể buông bỏ thì kiếp sau nhất định họ sẽ đọa địa ngục có muốn tiếp xúc với phật pháp cũng khó được kể xong hòa thượng đáp ứng lời sư trụ trì thỉnh cầu đặc biệt khai thị cho hai cô ni kia khi hai cô hiểu rõ nhân duyên của họ rồi lập tức phát nguyện buông bỏ hết họ cùng lên đại điện xin sám hối phát thệ sẽ tu hành tốt con đường làm giàu người ta ai cũng ưa phát tài có người biết nắm lấy cơ hội nên tâm muốn sự thành có người tùy khả năng mà vươn lên theo thời nỗ lực phấn đấu dốc hết cả đời cuối cùng cũng thành tựu có người dù tích lũy lắm tiền của Tuy được tài phú Nhưng không bền lâu Vì sai lầm một chút Mà ôm hận thiên thu Hơn 10 năm nay Tôi theo hầu hòa thượng diệu pháp Chứng kiến nhiều người đến thỉnh giáo ngài vấn đề này Vì vậy Tôi tuyển chọn hai câu chuyện có thực Tiêu biểu Chia sẻ cho độc giả nghe Như đã thuộc Trong quyển báo ứng hiện đời tập 1 Nơi mục Pháp ngữ của Hòa Thượng Có cư sĩ hỏi làm sao để tụ nhiều tiền tài nhằm giúp kiến thiết đạo tràng hòa thượng đã dạy tiền tài như củi tụ nhiều vô ích chỉ cần cho một mồi lửa là chiêu hòa đốt thân củi dễ tìm cần thì lượm nhặt nhưng không nên tham vì tiềm ẩn họa ở trong thật ra câu chuyện này còn nửa phần sau chưa kể hết vì sao cư sĩ này thỉnh giáo muốn tụ nhiều tiền tài để xây cất chùa. Bởi ông là một người giàu có, sự nghiệp cực kỳ thành công. Mời quý vị xem câu chuyện dưới đây. Nguyên nhân không ngờ Có một nữ cư sĩ hơn 60 tuổi đến bái kiến hòa thượng, kể là bản thân mình mấy mươi năm nay luôn cảm thấy khó thở nơi ngực, nhưng đi bệnh viện khám vẫn không ra bệnh. Bà uống thuốc đồng tây y đủ hết Nhưng không hiệu quả Khẳng định là trị không hết Nghe sư phụ chẳng Phật Pháp Bà rất tin Xin sư phụ quán sát dùm Xem bản thân bà đã tạo nghiệp chi mà bị bệnh này Hòa thượng chịu Pháp hỏi Bà ngày trước ở nông thôn bà Dạ con vốn ở quê Sau này mới theo chồng chuyển lên thành phố Lúc bà còn ở dưới quê Trên mái nhà bếp có một tổ chim yến bị bà chọt rớt có phải không à dạ phải ở tổ yến nằm ở phía trên rất là dơ bẩn vì vậy con mới dùng cây chọt rớt xuống sau đó thì thế nào à, dạ chim yến về thấy tổ biến mất buồn rầu mà bay lên bay xuống quanh gian bếp rồi lượn vòng vòng trước nhà kêu than rất lâu sau đó không biết nó đi đâu nữa Họ thượng diệu pháp khai thị Tất nhiên bà có thể dùng biện pháp ổn thỏa Thích hợp hơn để chờ tổ yến Nhưng bà lại hành động thô bạo Khiến chúng mất đi trú xứ Không nhà có thể chệ Phật giáo luôn nói Chúng sinh bình đẳng Vì tánh linh và tình cảm loại vật không khác người Hiện nay chẳng phải xã hội cũng đang đề xướng Người và thiên nhiên sống chung hài quả hay sao? hành vi làm tiêm sinh linh đau đớn cũng là một trong các nguyên nhân khiến bà ngạc thở nữ cư sĩ như bừng tỉnh gật gù nói phải sư phụ lại hỏi bà là người rất tiết kiệm biết quý tiết tài vật hãy đi trên đường bà gặp phế phẩm người khác đếm bỏ thì lượm đem về tích trữ dồn cướp cho nhiều rồi đem bán dây chai lấy tiền có việc này không nữ cư sĩ hỏi ngược lại con không hề trộn đoạt của ai Chỉ lượm chút phế phẩm bán Để kiếm thêm ít tiền Vậy mà cũng có tội hay sao Ta không nói là có tội Chịu theo gia cảnh nhà bà Đời sống rất sung túc Lẽ ra bà nên dường những phế phẩm đó Cho người bần cùng Khốn cổ hơn lượm Vậy gia cảnh của bà đã rất khấm khá Mà con đi làm vậy Đó là tâm tham Người học Phật nên tự bi hỷ xả Phải nhớ điều này ta không hề kết tội mà chỉ khuyên bà hãy nhường cho kẻ nghèo. Bà có hiểu ý ta nói chăng? Nữ cư sĩ có vẻ xấu hổ đáp. Sư phụ nói rất đúng, con chỉ nghĩ đơn giản rằng giật người khác ném bỏ thì mình nhặt bán lấy tiền, không lượm là uống phí, con chẳng nghĩ sâu xa như ngài. Từ nay con quyết không lượm nữa. hòa thượng mỉm cười. Lỗi bà phạm tuy nhỏ nhưng làm chướng ngại sự tu hành thanh tịnh vì vậy mà hô hấp chẳng thông hiện giờ bà cảm thấy tốt hơn chưa nữ cư sĩ hiểu ra có vẻ ngạc nhiên cha chúi mừng đói à, ôi chao con con thực đã khỏe nhiều rồi toàn thân đều thoải mái hít thở dễ dàng lắm ạ à. pháp có chánh pháp hỏi trong thời kỳ mật pháp người giảng tà pháp quá nhiều kẻ không tuân thủ giới luật càng nhiều hơn. Có phải là Phật Pháp kể từ đây, sẽ càng ngày suy vi, phá không nổi chăng? Đáp Không phải vậy. Theo như tôi biết, thì bất kể giới xuất gia hay tại gia, đều có nhiều người âm thầm tu hành. Tôi không tiện bàn về người xuất gia, chỉ có thể đem những câu chuyện cư sĩ tại gia tu hành thực tế kể cho bạn nghe. Trong báo ứng hiện đời tập 1, tôi đã lược thuộc chuyện tiên sinh dạy học. Giờ xin nói rõ hơn. Đôi vợ chồng này, người chồng năm nay 29 tuổi, vợ anh 32 tuổi. Con họ bị thầy thuốc chẩn đoán là bại não. Hiện nay bé được 4 tuổi, trông rất thông minh xinh đẹp, trí tuệ, và số đó ai quy vượt xa những trẻ lớn tuổi hơn nó rất nhiều. Thí dư bạn chơi trò biến hóa ảo thuật với bé, dấu vật gì đó bé không những biết bạn đang lừa nó mà lập tức có thể tìm ra vật bạn đang giấu khi đi đường bé rất nhút nhát vì không thể giữ thăng bằng phải nhờ người lớn dắt mới có thể đi được hiện bé vẫn còn đang cố gắng luyện tập nhưng tiến triển như vậy so với lời bác sĩ tuyên bố em bé này sẽ không thể ngồi được thì quả là đã tiến bộ rất xa bé có thể nói các từ đơn giản với ba mẹ ông bà hãy đói thì em kêu ba mẹ hoặc là vỗ bụng chỉ vào miệng mình khi muốn đại tiểu tiện thì bếp kêu ba mẹ hoặc diễn tả bằng động tác cái hay là ban đêm bé ngủ cũng chẳng hề đại tiểu tiện ra giường hễ cần đi là nó đánh thức ba mẹ bày tỏ nếu như người bé ưa thích đến thăm họ vừa lên tiếng ngoài cổng là trong nhà bé đã mừng rỡ, khoa tay múa chân. Mấy ngày trước, tôi gọi điện cho mẹ của bé. Em được cầm điện thoại, và mừng rỡ bập bẹ. Ông ơi! Ông ơi! Chẳng cần, ba mẹ bé kể. Tôi nhìn mức độ tiến bộ của bé, mà trong lòng cảm thấy rất vui và an ủi. Hòa thượng dự Pháp ban cho bé, tên là Huệ Hân. Hôm nay, quả nhiên đã ứng nghiệm. Sư phụ nói, Huệ hân thay đổi tiến bộ nhanh hơn ta tưởng. Tương lai, không những cháu có thể tự xử lý, mà sẽ hoàn toàn bình thường, và còn có thể khai mở trí tuệ trước năm hai mươi tuổi. Tôi nghe xong rất ngạc nhiên, hỏi sư phụ. Quệ hân là từ cõi xuất vật, thuộc loài heo chuyển sinh lên. Sao có thể khai mở trí huệ? Sư phụ đáp ông giáo dạy học nhân vì nói bậy những gì phật giáo rao giảng toàn là hư dối còn đem quy tín danh dự mình ra bảo đảm làm lỡ mất cơ duyên học phật của bao người nên sau khi chết bị đọa làm heo nhưng kiếp trước nữa ông giáo này đã từng là một hòa thượng rất có tiếng tăm danh vọng vào thuở đó về sau do dâm tâm chưa sạch nên chết rồi quay lại nhân gian xin làm ông giáo sư nọ hai đồ đệ của ông cũng giống vậy do tình ái chưa đoạn nên cùng đến nhân gian làm học trò của ông tiên sinh dạy học này do một bề ôm tà kiến tuyên bố sai diệt mất cơ duyên học phật của bao người do tội đó mà chết rồi phải mang thân heo. Còn hai môn sinh của ông, sau khi bệnh và chết đi, họ lại tiếp tục sinh vào nhân gian, kết làm vợ chồng. Bởi vì họ có sở thích rất ưa ăn thịt đầu heo, nên duyên nghiệp chiêu cảm thành cha mẹ Huệ Hân. Cũng có thể nói, Huệ Hân đời trước là con heo, tiền thân heo là ông giáo sư tiền thân ông giáo là một tu sĩ có đạo hạnh nhưng tâm dâm chẳng trừ còn cặp vợ chồng trẻ ưa ăn thịt heo chiêu cảm sinh đứa con bị chứng bại não bại não là ngu si mà nhân của ngu si chính là do làm thầy có uy tín địa vị cao mà nói lời cậu thả làm chướng ngại việc tu tiến của người khiến người bỏ ý định học phật lại suy tiếp nữa thì ngu si chính là do tâm dâm chưa trừ dâm tâm chính là nam nữ ưa gần gũi chung chạ dạ. đây cũng có thể nói là thánh xưa khi tạo chữ đã đem chữ hôn thuộc cụm từ kết hôn trong đây có bộ nữ, đứng cạnh chữ hôn. Hàm ý là, có nữ nhân ở bên cạnh, thì trí óc mờ mịt u ám phát mê muội Đó chính là nguyên nhân ngu si. Thế nên, trong tứ trọng thanh tịnh minh hối, nơi Kinh lăng Nghiêm, Phật đã dạy. Ông Tu Tam muội muốn thoát trần lao tâm dâm chẳng trừ trần không thể thoát cha mẹ huệ hân từ khi hiểu rõ phật pháp rồi nhất tâm quy y phật pháp tăng không những dứt trừ ăn mặn mà vợ chồng còn đoạn dục khử ái không những bản thân tự tụng kinh niệm phật còn hướng dẫn huệ hân niệm phật bái phật ngôi nhà họ trước mắt ta đã hiện thành một ngôi tự diện, tỏa ánh kim quang. Dù đang là cư sĩ tại gia, nhưng cả ba người họ đều đã thầm hiện tướng xuất gia. Trí tuệ huệ hân, thuở là tăng sĩ trong kiếp trước, sẽ có ngày hồi phục, được xem trọng. Mùa hạ năm nay, tôi kết bạn cùng sư đệ khóa bồi, dẫn theo một số bằng hữu là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp tiện đường ghé thăm nhà ba mẹ Huệ Hân. Lời sư phụ nói cuối cùng cũng được kiểm chứng. Lưu cư sĩ, cha của Huệ Hân, ngồi trước mặt tôi, thân cao vừa tầm, dáng nho nhã thư sinh. Lý cư sĩ, vợ của anh, tuy là công dân hãng mai, song nhìn giống như giáo sư trung học. Dung mạo của cô mỹ lệ, nhưng không mất vẻ trang nghiêm nhìn chẳng có vẻ gì là lớn hơn chồng ba tuổi cả. Trò chuyện một hồi, tôi nhìn thấy nơi hai cổ tay anh Lưu có vết bỏng dài còn đỏ. Có lẽ là mới bị bỏng gần đây, nên trong màu sẹo hãy còn non. Tôi hỏi nguyên nhân. Anh Lưu thật thà khai báo. Dạ, vợ chồng chúng con nhân vì huệ hân bệnh, mà được biết đến Phật Pháp, hiểu đạo rồi, thì đồng phát thệ từ nay quyết tâm tu hành thoát ly tam giới bởi do gieo nhân ái luyến mới thành vợ chồng vì niệm ái mà kết hôn sinh con rước vào đủ thứ phiền não khổ đau chúng con dâng theo lời phật dạy lại nhờ xem qua sách báo ứng hiện đời hiểu rõ về các chuyện kiếp trước đời này nên quyết tâm đoạn dục khử ái đã cùng nhau thắp hương thệ nguyện hơn nửa năm nay chúng con vẫn ngủ chung giường mà không sao, thảy đều bình an vô sự. Nhưng cách đây nửa tháng, một hôm, không biết ma lật nào xui ám, khiến dục tâm con nổi lên mãnh liệt, khó bề khống chế, ngay lúc đó, con vội nhảy ra khỏi giường, quỳ trước Bồ Tát quan Thế Anh, cầu Ngài gia trì giúp con thêm sức mạnh để bình tâm, định tĩnh khi ấy. Con đã dùng hai cổ tay, kẹp chặt vào ngọn lửa cây hương to đang cháy, quyết tâm, dùng lửa cây nhang xua đuổi tà tâm, và cầu Phật lực gia trì. Kể đến đây, anh Lưu trang trọng nói, Vợ chồng chúng con đã nhất quyết đoạn trừ tâm dâm xin tôn ông chuyển lời, thưa với sư phụ dùm, chúng con nhất định sẽ làm đệ tử xứng đáng của sư phụ. Tôi bị vợ chồng anh Lưu làm cảm động đến rơi lệ. Bọn họ tuy tuổi còn trẻ, nhưng có khí phách, dũng cảm, khiến cho nhiều lão cư sĩ phải cảm phục từ hổ thẹn thầm. Mọi người Điều quý mến họ. Tôi hỏi. Lần này tôi viết tiếp cuốn báo ứng hiện đời tập 3. Tôi có thể ghi chuyện anh chị vào được không? Chị vợ đáp. Việc phát thể tu hành, nguyện từ bỏ ái dục, giống như chúng con cũng có ba bốn cặp phu thê thực hiện rồi ạ. À. Do cư sĩ quả bồi, thường hướng dẫn chúng con tổ chức pháp hội lăng nghiêm, nên đa số chúng con ai cũng đều thuộc chú lăng nghiêm, và bốn lời dạy quan trọng trong kinh lăng nghiêm các Phật tử nhỏ từ 20 tuổi cho đến 60 tuổi, ai mà không thuộc chú Lăng Nghiêm, đều cảm thấy rất hổ thẹn à. Nhóm bạn đạo chúng con, hãy vừa phát tâm học Phật, là lập tức từ bỏ ăn mặn. Trong số này có cư sĩ Hồng Bân, lúc đi tắm hơi thì quen biết cư sĩ Ngạn Tân, và được dắt đến gặp cư sĩ Quả Bồi. Sau khi xem báo ứng hiện đời rồi á, ông Bân liền hướng dẫn vợ và các con tu tập, từ đó đoạn tuyệt ăn mặn, gần đây nghe nói cả hai vợ chồng họ cùng phát thệ khử ái đoạn dục. Dù tu tại nhà, nhưng lòng vẫn nhất quyết phải liễu sinh phát tử. Chúng con cảm thấy những lời Phật dạy đều là chân lý, nên nguyện tuân theo. Y đó thực hành, chỉ mong được làm đệ tử xứng đáng của Như Lai, chứ chẳng phải mình là kẻ tài ba giỏi giang gì đâu. Còn vốn muốn xin giáo sư đem chuyện quệ hơn giết ra, kể rõ khi con chào đời, thì giữa bụng và hai bên lưng đều có một đường ngấn dài, các bệnh viện đều có nói bị chứng mất sắc tố, và nói đây là chứng bệnh di truyền của gia tộc. Nhưng hai họ nhà chúng con đều không ai bị như vậy, cổ chân và cổ tay của Huệ Hân cũng có lần ngấn tương tự như vậy. Hôm nọ, trong khi tỉnh tọa, con đột nhiên thấy mình vào lò giết heo, thấy một con heo bị trói bốn chân. Sau đó, bị giết rồi, người ta còn ném nó vào nồi nước nóng, khiên đi cạo lông. Tiếp đến, dùng côn sắt chim vào giò cản bụng nó, rồi nện đập bốn chỗ này. Sau đó người ta thổi hơi vào mồm nó, khiến bụng heo phình lên như quả cầu. Tiếp đến, họ dùng dây cột tay chân miệng heo lại, ngăn không cho khí tuôn ra, rồi dùng con sắt đánh lên mình heo. Sau này con hỏi thân phụ mới biết, người ta làm vậy để cho nước trong nội tạng và da thịt phân ly. Mặc dù heo đã chảy hết máu rồi, nhưng lúc bị đánh, thân vẫn còn hằng lên những đường nhợt nhạt, như bị tắt nghẽn máu, hiện trên da thịt. Cuối cùng á, thì nó bị phanh thay mổ bụng. Lúc này, con chợt hiểu ra, các đường hàng trên mình quệ hơn, Bác sĩ nói là bệnh mất sắc tố, thực chất là do heo bị giết, đánh lên lưu dứt tích. Xem như đây là kiểm chứng là hòa thượng diệu pháp rồi, rất chính xác. Kiếp trước đời sau, luân hồi lục đạo là thật có. Nhân quả báo ứng hoàn toàn chân thực, chúng còn hy vọng đem chuyện nhà mình. Cảnh tỉnh những gì đệ tử Phật không nghiêm trì giới luật, bởi vì chỉ có giữ giới, sám hối, mới tiêu trừ nghiệp chướng, thực tâm hành pháp mới ly khổ đắc lạc. Những lời ba mẹ Huệ Hân nói khiến người cảm động mẹ cháu vẫn muốn cho hề hơn chụp ảnh để tôi đăng lên sách để người tin đây là chuyện thật nhưng tôi từ chối mặc dù hiện giờ cháu còn bé nhưng sau này cháu sẽ lớn lên tuy trình độ viết văn của tôi không giỏi nhưng tôi cho rằng dù không đăng hình độc giả vẫn có thể tin đây là chuyện thật và hiểu rõ lý nhân quả tôi tuyệt chẳng dám viết chuyện bị đặt gạt lừa người, bởi làm thế, chính là phản bội nhân quả. Chỉ nhìn sơ qua địa phương nhỏ bé này thôi, đã thấy có rất nhiều cư sĩ tu chân thành, như thế đủ chứng minh. Thời này, tuy mạc pháp, mà không mạc, Để còn rất nhiều đệ tử Phật tinh tấn tu hành trong biển người mênh mông. Trong Phật môn từng nói, có người ẩn tu ở thăm sơn có người tu thầm nơi phố thị, đệ tử Phật không tranh, không tham cầu, không tư lợi ích kỷ, không vọng ngữ. Tất cả những ai tu hành chân chính, dù là cư sĩ tại gia, thì vẫn có thể thành đạo nghiệp. Còn như trong đạo tràng xảy ra những hiện tượng trái đạo, thậm chí xuất hiện tà sư thuyết pháp, thì đây há chẳng phải là thử thách, là khảo nghiệm đối với chúng ta ư? không có tà thì sao hiển chánh được không có ma thì sao có phật được chưa vì đại đức cao tăng từng dạy chúng ta ma là giúp chúng ta tu thêm kiên cố ta phải biến ma thành bậc thầy nghịch hạnh hỗ trợ chẳng phải là tạo thêm lực đẩy giúp ta tu giỏi hay sao đối với những ai không tuân thủ quy củ của phật ta chỉ cần đừng lý tới họ là xong gặp cái giảng tà pháp, cũng là dịp khảo nghiệm xem chúng ta có con mắt biết phân biệt chánh pháp hay không. Xem như đây, cũng là thử thách. Nếu giận họ, thì ta cũng giống như họ thôi. Hòa thượng Diệu Pháp từng khai thị. Mạc thế thuyết pháp, có sai có đúng, nên xả thì xả, nên dùng thì dùng, tùy duyên hóa độ. Cuối cùng, xin kết thúc bằng hai câu. Như như bất động, nào sợ tham sân tật đố, nhất tâm bất loạn, nào quản khổ đấu lông tranh. Các bạn tà hạnh Hiện nay y học đã chứng minh, hành vi tà dâm sẽ dẫn đến nhiều bệnh như gian mai, bệnh lậu, sida, vân vân. Còn Phật Pháp nhìn từ góc độ luân hồi trong lục đạo đã cảnh báo chúng ta rằng, hành vi tà dâm chiêu ác báo không chỉ đời đầy, mà còn kéo dài đến nhiều kiếp sau. Trong một buổi họp mặt các bạn đạo, có đôi vợ chồng trẻ dẫn một bé gái khoảng hai tuổi đến cầu xin mọi người giúp đỡ. Cha mẹ bé khóc lóc kể lễ, con gái mình bất hạnh như thế nào? Nguyên bé gái này chỉ mới có hai tuổi như bị chứng bệnh ung bú ác tính nan y nghiêm trọng hơn nữa là ung bú mọc rất to ngay tại âm đạo song thân của bé như bị sét đánh vào đầu không sao hiểu được lý do bé chỉ mới có hai tuổi vì sao lại vướng phải bệnh nặng như thế này đáng sợ hơn nữa là bác sĩ bảo rằng muốn trị bệnh này chỉ có nước phẫu thuật nhưng xác suất thành công rất thấp. Mà nếu không mổ, thì bệnh phát tác sẽ làm nguy tới tính mạng. Vì vậy, cặp vợ chồng trẻ này rất khổ tâm, nghĩ hết cách, cũng không biết làm sao cho ổn. Bé gái, khi bị bệnh hành rất đau đớn, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong, khiến cho người thân phiền muộn đầy lòng, cũng đắm chìm trong thống khổ vô biên tôi và các bạn cư sĩ rất cảm thông cho bé càng tin sâu đây chính là nghiệp báo trọng tội đang hiển hiện tôi quan sát một hồi thì phát hiện ra nguyên nhân bé gái này tuy chỉ hai tuổi nhưng đời quá khứ nó là một nam nhân đã phạm tội tà dâm rất nặng không những phá hoại gia đình người mà còn cưỡng hiếp giết gái nhà lành rất ác độc gây nên thảm cảnh người mất nhà tan hồn người bị hại chết oan, ôm phẫn độ căm thù. Thề đeo theo báo oán, làm cho bé gái ngay hiện đời bị ung bú ác tính, thống khổ đến tận cùng. Tôi nghiêm túc bảo song thân của bé gái. Hai vị cần phải giúp bé sám hối, tụng 49 bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho quan gia kia. Tôi chưa nói xong, thì bỗng nghe đuổi một cái, bé gái đã quỳ xuống trước tượng Phật, mắt tuôn ràng rụa lệ hối lỗi, ánh nhìn chứa đầy vẻ vang xin chúng tôi hãy cứu sống đó. Dù nó chưa nói rành. Mọi người đều ngạc nhiên, cha mẹ bé bật khóc. Tôi xót thương bế đứa bé gầy gò lên. Nhìn vào đôi mắt mờ mờ đầy vẻ khẩn cầu của nó. Và bảo. Con nhất định phải sám hối trước Phật cùng mẹ. Hễ mẹ đọc một câu, thì con cũng đọc thêm một câu, và phải phát nguyện vĩnh viễn không làm thương hại đến bất kỳ người hay vật nào và tôi quay sang cha mẹ của bé dặn dò hai vị phải tụng kinh ăn chay phóng sinh thật nhiều cho bé tích góp từng chút thiện sự đem công đức đó hồi hướng cho quan gia trái chủ của bé cầu họ tha thứ buông xả quán thù cho sau khi về nhà cả ba người quỳ trước phật thành tâm sám hối cha mẹ làm y theo lời tôi dặn và chí thành tụng kinh hồi hướng cho những người từng bị đứa bé làm hại trong quá khứ. Kỳ tích xuất hiện. Hôm sau, cơn đau của bé đã giảm nhiều. Thấy vậy, toàn gia càng tin tấn ăn chay, trì giới, tùng kinh niệm Phật. Nhờ vậy, ung bú của bé bắt đầu teo nhỏ đi. Láng giềng chung quanh, nhìn thấy kỳ tích của bé xuất hiện, thì cũng xúm nhau học Phật tập tu nguyện cho cả nhà họ sớm ly khổ đắc lạc sống khang kiện hạnh phúc chỉ cần họ chịu ăn chay trì kinh siêng năng sám hối sửa lỗi bé gái này nhất định sẽ khỏi bệnh cuối cùng tôi xin khuyên những vị phóng túng tà dục lấy đây làm gương cho nên đắm mê trong sắc dục làm vậy là hại mình hại người đời này không những khiến thân thể suy yếu yểu mệnh mà đời sau còn mắc đủ ác bệnh, thậm chí còn bị đọa vào địa ngục, sút sinh, thọ đủ thống khổ. Thân người khó được, xin hãy biết quý tử tử đi về đâu. Tôi là một cư sĩ ăn chay trường, giữ ngũ giới của Phật. Tôi rất ngưỡng mộ lời khuyên địa ngục chẳng trống, thề chưa thành Phật của Bồ Tát Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng phẩm đầu tiên, Cởi thánh nữ sau khi niệm vật một ngày đêm, liền thấy mình xuống địa ngục, biết được chỗ mẹ thác sinh. Tôi rất thích và cảm thấy thật an ủi khi đọc đoạn kinh. Nếu người có thể trong 21 ngày nhất tâm chim lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và điểm danh hiệu của Ngài đủ một vạn biến, thì sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên, nói cho người đó cõi giới mà quyến thuộc của họ đã sanh về, hoặc trong giấc mộng, Bồ Tát hiện đại thần lực đích thân dắt người đó đến các thế giới để gặp khuyến thuộc của mình. Mỗi khi xem báo đài, thấy đăng tin người tự tử nhan nhãn, tôi buồn vô hạn. Vì vậy, tôi rất khát khao muốn biết những người tự tử, sau khi chết rồi, sẽ đi về đâu. Trong Kinh Địa Tạng Phẩm 12 có ghi, những người được nghe danh và thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng rồi chí tâm quy y, có thể mỗi ngày niệm danh hiệu Bồ Tát ngàn biến, luôn đến ngàn ngày, thì điều nguyện cầu của các thiện nam, thiện nữ đó sẽ chống được thành tựu vĩnh viễn không bị chướng ngại. Vì vậy, tôi đã thực hiện rất nhiều, nhiều hơn lời trong kinh dạy, nghĩa là trường kỳ tụng niệm, lo tu sửa từng tâm niệm và thiết tha lễ bái Bồ Tát Địa Tạng suốt một thời gian dài, chỉ nguyện một điều, xin cho con khai mở trí tuệ, được nhìn và hiểu thấu suốt, biết rõ người tự tử sẽ đi về đâu. Cuối cùng, thì ước nguyện này cũng đạt thành. Trong mơ, tôi thực sự được đi đến cõi mà người tự tử trú ngụ và minh bạch hết mọi vấn đề. Trong Kinh Phật tả, có sáu cõi, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì vậy, tôi tả về cõi quỷ, hy vọng bạn không ngạc nhiên. Cũng có một số ít người trực tiếp thấy, nhưng phần đông người ta không thấy song những người gần nhất, khí lực suy, tinh thần yếu cũng rất dễ nhìn thấy người bên cõi âm. Bây giờ, mời chư Pháp Hữu hãy xem để cùng chia sẻ kinh nghiệm quý báu này với tôi. Cõi âm khí rất lạnh, vì vậy khi tiếp xúc hay tham quan cõi âm rất cần có định lực mạnh, thể nguyện lớn, tinh thần trong sáng, cõi quỷ cũng rộng lớn vô biên được phân thành nhiều khu vực. Bạn đừng cho rằng tự sát là hết khổ mà chính là mở màn cho thống khổ ngút trời. Cho dù vì tình, vì thiếu nợ, vì đủ lý do vân vân mà bạn muốn nhảy lầu, nhảy sông, uống thuốc độc, cắt mạch máu, cứa cổ, treo cổ vân vân, khởi niệm tự tử đủ cách, đủ kiểu, nhưng hễ là tự sát thì sau khi chết rồi, những thống khổ phải nhận lãnh càng thê thảm hơn. Người tự sát chết rồi, linh thức lập tức bị giam cầm chìm trong khốn khổ triền biên, phải biết tự tử có ba tội nặng. Một, bất hiếu với song thân. Hai, tự hủy hại hình hài, phù phúc báo hy hữu được làm người, không biết quý trọng mạng sống. Ba, ngu si vô tri. Thân ta là do cha mẹ sinh, sống đã không tận hiếu báo ơn cho cha mẹ, không làm việc ít đời lợi người, lại ngu muội tự hủy hoại, giết thân mình. Đây là tội cực kỳ nặng phải biết thân người khó được phật pháp khó nghe kiếp này bạn được mang thân người sao lại khinh thường hủy hoại do lỗi phụ bỏ thân người nên bạn sẽ rất khó có được thân người lại tự tử là quá ngu si vậy đó thí như bạn vì thiếu nợ nên chọn tự tử thì phải hiểu là đời này nợ chưa trả xong thì sao vẫn phải trả nhiều hơn hiện tại còn gánh thêm đại tội tự tử nữa đây gọi là khổ chồng khổ. Phải biết, người tự sát chết rồi sẽ lãnh khổ báo rất thảm. Những người tự tử sau khi chết rồi sẽ không ngừng diễn lại động tác tự sát đó. Thế như anh A, vào 2 giờ chiều, nhảy lầu tự tử. Sau khi chết đi, linh thức của anh sẽ bị giam cầm thò khổ và cứ lanh quanh ở vùng mình tự sát. Hàng ngày, hãy đến đúng giờ khắc đã tự tử thì anh sẽ trở lại đúng địa điểm ngồi lầu đó mà diễn cảnh tự sát một lần, ngày nào cũng phải diễn như vậy, diễn mãi đồng tác hủy thân đó cho đến khi tuổi thọ hết. Ví như tuổi thọ của anh được định là sống tới 70, nhưng vào năm 40 anh tự tử, thì sau khi chết rồi, ngày nào anh cũng phải diễn lại cảnh tự sát này, có nghĩa là anh phải nhảy lầu suốt 30 năm cho đến lúc dương thọ tận. Hơn nữa, hàng ngày, những tư tưởng cực kỳ thống khổ của giây phút tự sát cộng thêm đau đớn trên thân cũng đồng loạt tái hiện lại, hoàn toàn giống y, nghĩa là mỗi ngày anh phải tái lập và thể nghiệm thảm cảnh tự sát một lần. Ngoài thời gian này thì anh bị nhốt tại khu phạm nhân tự sát để thọ hình phạt. Trong khu vong tự sát trú ngụ này phi thường, u ám, rất ẩm ướt và hôi thối, trong đây tâm ai cũng ôm đầy oán hận, tiếng rên khóc bi thương, thở than không ngừng. Nơi này không có nhà hay giường, không truyền hình, yến tiệc, không thức ăn vân vân, gì cũng đều không tức Chỉ có thống khổ và khóc lóc mà thôi. Tôi tiến đến một phòng giam, bên trong chứa đầy vong tự sát, oán khí xuân thiên, phi thường khó chịu, nhìn mặt người nào cũng rất thương tâm. Tôi bước đến gần một vong tự sát, thấy toàn thân anh ướt mẹp, mắt lỡm sâu. Tôi chào. Bạn ổn không? Anh ghi đầu dần tôi rồi hỏi người là ai tôi là người bình thường phát nguyện đến cõi âm để biết những người tự sát chết rồi cảnh giới của họ sẽ ra sao anh ta nói cần chi phải hỏi nhìn là đủ biết tôi quá thống khổ rồi tôi không biết nói sao để diễn tả tâm tình hiện tại của mình chỉ có thể nói là tôi khổ rất khổ khổ dữ lắm tôi lại hỏi vì sao thân của anh bị ướt hết vậy do nhảy xong tự tử tôi lại hỏi thêm nhưng tại sao anh tự sát tôi không muốn kể ra đâu đừng có hỏi nữa tôi bước đến chỗ khác thấy trước mặt mình là một nữ nhân liền hỏi nè vì sao bạn lại ở nơi này chị ta gian đài mong tôi giúp cho chị ta tìm một đứa bé chị ta cầu xin tôi rối rít. Tôi hỏi, Con của chị ư? Dạ đúng vậy, tôi cho con gái tự sát theo mình, nhưng giờ không biết bé đi đâu, bởi sau khi tự sát xong, thì tôi liền bị áp giải vào đây, còn đứa con không thể tìm ra bóng dáng nó, tôi rất đau khổ. Con gái chị hiện được ở một khu vực khác, chờ đi đầu thai, bởi vì chị tự ý đoạn mạng con trẻ, hoàn toàn không có sự đồng ý của nó nên tội của chị rất là nặng. Do con chỉ còn bé, ngây thơ chưa biết gì, nên không bị tính vào tội tự sát. Vì vậy mà nó được đưa đến nơi khác. Vậy sao? Không ai cho tôi biết điều này. Tôi gian cầu ngài, xin ngài dẫn tôi đi gặp nó, có được không ngài? Tôi không thể dẫn chị đi. Chị đây là cội âm, có quy luật riêng của cội âm. Chị nhất định phải chịu qua báo tự sát tại đây, và đó là luật chị ta khóc thảm thiết. Tôi đi tiếp một quãng, băng qua một gọn núi, thì đến một nơi khác. Trong đây là một khu đặc biệt giam những vong tự sát khác nữa. Tôi gặp một người đàn ông nơi bụng có đường tét dài và sâu, máu me ràng rụa. Tôi hỏi. Tiên sinh, bụng ông sao vậy? Đây là vết thương do tôi dùng dao rạch bụng mình, vì vợ tôi ngoại tình theo trai, nên tôi rất hận bả Ban đầu thì tôi giết bả, sau đó tôi mới tự sát. Tôi chết rồi á thì bị nhốt tại đây. Hằng ngày đều phải về lại nhà tái diễn lại cảnh tự sát. Tôi đau đớn và khổ lắm, khổ hết chỗ nói luôn. Ôi, lại là tình yêu. Tiên sinh ơi, tự sát là tội rất nặng, ông có thể niệm Phật không? Rồi tôi dạy ông niệm Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, và bảo, Ông nhất định phải niệm, sẽ giảm nhẹ tội báo. Còn nữa, ông phải sám hối, vì giết người là quá sai. Do ông đã giết người lại còn tự sát, tội càng nặng hơn. Xin hãy nghe tôi khuyên, nhất định phải ráng niệm Phật nha. Chỉ thấy ông ta gợt gật đầu, không nói gì. Trước mắt tôi lại hiện tượng vong linh, lòng đầy hận oán rất đáng sợ. Có vong toàn thân, đầy máu, tuôn chảy không ngừng. Tận mắt chứng kiến những cảnh này rồi, Tôi kinh hãi vô cùng. Người thế gian đa số cho rằng tự tử là chấm dứt mọi thống khổ. Họ không biết rằng tự sát chính là mở màn cho thống khổ ngoài sức tưởng tượng bắt đầu. Thật quá ngu khờ dại dột. Hẹn chi mà thường nghe kể những nơi có người tự tử hay xảy ra cảnh vông đáo dù không thấy họ. Bởi vì nếu như nhà, phòng nào đó trước đây từng có người tự tử qua, thì vong linh tự sát ngày nào cũng phải về diễn lại động tác tự tử này. Thế nên nếu phòng nhà đó không có quỷ náo thì mới là chuyện lạ. Vì vậy mà ta thường nghe kể chỗ người tự tử thường hay có tiếng khóc trên rỉ, dù không thấy người, đó là do vong tự sát phải về diễn lại cảnh tự tử, bị chìm trong tâm địa bị thương lúc hủy thân. Phần tôi, dù nương nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng Vương được chứng kiến cõi âm, nhưng thú thật nếu như tôi phải đến ngủ ở nhà hay phòng có người tự sát, chắc chắn tôi sẽ rất khổ tâm. Vì sao ư? Vì hàng ngày mắt tôi luôn thấy rõ cảnh quỷ sẽ diễn lại màn tự sát, lại còn nhìn rõ thảm cảnh họ chết ra sao, thế thì làm sao mà an ổn thư thái được? Giáo lý Phật có những bản kinh siêu độ rất hay và kỳ diệu, song bạn không thể ý lại vào ai đó cầu siêu cho mình trong khi bản thân mình không chịu tu. Nếu tâm bạn vẫn đầy ác ý, tà độc, thì vô phương cứu. Vì cảnh sẽ tương ứng với tâm, tâm tốt, chiêu cảnh tốt. Siêu độ là giúp cho bạn phát tiền tâm, biết ăn năn sửa sai, bạn cần phải tự hoàn thiện bản thân trong lúc sống, đừng ý lại vào người mới là tốt thật. Trong kiếp nhân sinh, ai sống mà không có não phiền, không có khổ đau, người giữ thân khẩu ý thiện lành thì tâm sẽ hằng an vui, khổ là do bởi mình từng gieo rắc nhân ác, khi trả thì phải trả quá ác, phải bồi đền đợt cũ thì đâu ai thoải mái dễ chịu ngàn vạn lần xin bạn không nên khởi niệm tự sát phải hiểu tự sát không giải quyết được vấn đề chết rồi càng thống khổ hơn nếu cho rằng sống ở trên thế gian là khổ nhưng bạn không hề biết kẻ chết vì tự sát sẽ bị nhốt ở khu vực chứa vong tự sát người ngu si cứ tưởng chết là hết là vui hết buồn phiền chấm dứt mọi sầu lo hoàn toàn không biết rằng sau khi tự sát rồi thì thống khổ mới bắt đầu ập đến, cường độ mãnh liệt gấp vạn bội lần cái khổ lúc còn sống. Còn nữa, sao không biết xót thương, tội cho thân quý bạn sẽ buồn đau biết bao trước hành vi ngu muội này của bạn. Bạn không nên đẩy mình vào tuyệt lộ, người tự sát sau khi chết và thọ xong quả báo tự sát rồi thì phải đi đến các địa ngục lớn nhỏ thọ hình tiếp y như trong kinh địa tạng từng mô tả cho đến khi nghiệp tận họ mới có thể thoát ra và đầu thai nhưng sinh vào đâu việc này còn tùy thuộc vào nghiệp tạo của họ phật tử thiếu hoa lời người dịch tôi đã đắn đo cân nhắc rất nhiều cuối cùng thì quyết định dịch bài này mong có thể cảnh tỉnh những người muốn tự sát trong cuộc sống cho dù khổ đến tột cùng hay tuyệt vọng đến mấy xin bạn đừng bao giờ có ý muốn tự tử vì khổ hiện tại không chịu được thì cái khổ sau khi chết còn khốc liệt hơn xin nhớ tự tử không phải là kết thúc khổ đau mà là mở màn cho thống khổ bất tận bởi sống trong đời này ai cũng có khổ đau chứ không riêng gì bạn thậm chí có những thống khổ còn tày đình hơn nhưng có người vẫn không trốn chạy mà chấp nhận đối diện can đảm bước qua để trưởng thành và lớn mạnh bởi vực thẳm là nấc thang cho bậc anh tài thân ta dù chết nhưng tâm vẫn hoạt động giết mình cũng là mang tội sát sinh phạm vào tội thập ác không được đầu thai thân xác có chết thì cảm giác lạnh nóng đói khát uất phiền vẫn còn đeo theo, không ngừng hành hạ tâm thức. Tâm bạn nếu nhiều ác niệm thì chết phải xa đọa đi xuống. Tâm bạn nếu đầy từ ái thiện lành thì chết sẽ thăng lên cao. Giống như khi bạn vừa bố thí phóng sinh hoặc làm việc tốt giúp ai xong, đêm về sẽ ngủ rất ngon, tâm tư lân lân hạnh phúc. Đó là cảnh giới của tâm thiện lành vì vậy, những kẻ cướp của giết người, những kẻ làm toàn việc ác, chắc chắn giấc ngủ không bao giờ yên và luôn gặp ác mộng, dù luật pháp chưa trừng trị. Khi khởi ý muốn tự tử, bạn đừng để niệm này khởi tiếp. Đừng ôm mãi niềm sầu đau vô ích, vì nó sẽ suối bạn hành động dại dột. Hãy cố gắng lèo lái tâm nghĩ lành trong sáng thật ra không có tuyệt lộ hay đường cùng chỉ có tâm bạn tưởng là vậy mà thôi gieo nhân ngọt sẽ hưởng quả ngọt vì vậy lối thoát ở chính nơi tâm của bạn chứ không thuộc về người hay ngoại cảnh hãy tự mở đường thoát và không nên vì mình và bế tắc khổ vui do mình tạo muốn được vui thì phải dứt ác hành thiện hằng luôn giữ thân khẩu ý thiện lành. Vì tâm bạn thiện được bao nhiêu, thì bạn sẽ hưởng an vui bấy nhiêu. Ở đây không lý luận để đối chất. Muốn biết đúng sai, thì chỉ có thực hành, thể nghiệm và tự rút ra đáp án cho chính mình. Người chân vôi Thái Tiên Sinh năm nay 67 tuổi Người Triều Châu Năm 1941, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, quê nhà bị vây hãm, sinh hoạt bị ép ngặt. Thời thanh niên, ông Ly Hương qua nước Thái Lan mưu sinh, thì đang cư ngụ tại miền Trung Thái Lan, sống bằng nghề buôn bán. Hai chân ông bệnh giống như chân vôi, đã 9 năm rồi. Thái tiên sinh rất ưa ăn thịt ngỗng và uống rượu. Hàng ngày mỗi tối, ông dùng một mâm thịt ngỗng và nửa vò rượu Ngày nào cũng thế Mười năm trước Ông theo đoàn du lịch đến biển Đông Bắc Trung Quốc Du Ngoạn Và được ăn một lần Món chân gấu vang danh cổ kim Khiến cho ông cứ về nhớ nhung mãi Tiếc là chỉ có lần đó Vì sau khi về đến Thái Lan Thì ông không còn dịp thưởng thức Món chân gấu quý giá đó nữa Cho dù là vậy Thái tiên sinh vẫn ưa ăn chân gẩn Vì nó có chút mùi vị tương tự Từ đó Ông thường dùng chân ngỗng, nhắm rượu, cho đỡ nhớ chân gấu. Sau này, có người bày ông cách dùng chân ngỗng. Nói rằng, không những mùi vị có thể ngon ngang chân gấu, mà còn có thể giúp bổ tinh, tráng khí, dưỡng thần, là phương pháp bí truyền của các quân vương thời cổ đại. Thế là Thái tiên sinh học cách chế biến chân ngỗng. Tại trên cái bàn sắt, chung quanh có lan can bao kính. Ông bắt con ngỗng sống thả lên bàn, để nó đứng như vậy, rồi sau đó nổi lửa, đun củi bên dưới, nung nấu dần dần. Tùy theo nhiệt độ gia tăng, bàn sắt từ từ nóng lên, con ngỗng dần dần chịu hết nổi, nó bèn co một chân lên, nhiệt độ càng tăng cao. Hai chân ngỗng đều chịu hết thấu. Nó phải vừa co, vừa buông, giống như khiêu vũ vậy. Lúc này ngỗng có muốn chạy trốn cũng không được, vì chung quanh đã rào kính. Đợi bàn sắt nóng đến đỏ rực, thì hai chân ngỗng nhảy liên tục như điên, như cuồng phong bảo vũ. Nó liều mệnh mà nhảy, chỉ có nhảy và nhảy thôi. Sau đó nó nổi cùng, tông lung tung, cố dương ra hết ga, phát ra tiếng chiêu thê thảm, ai oán, rồi té xuống. Bây giờ, hai chân nó bỗng đỏ sưng vù, nhưng chưa tắt hơi. Thái tiên sinh thấy vậy, liền nhanh nhẹn, chặt chân nó đi. Ngỗng đau đớn, ngớt xỉu, rồi tỉnh dậy, lại tiếp tục hôn mê, rồi chết. Nhưng lúc này, thái tiên sinh bớt quản, chỉ quan tâm đến việc đem chân ngỗng ra ngoài rửa sạch, rồi nấu với thuốc, chùm lửa riêu riu Theo truyền thuyết, khi con ngỗng vũ trên bàn lửa xong, toàn thân khí huyết đều tập trung xuống đôi chân. Thịt ngỗng cũng biến thành vô vị, không có giá trị dinh dưỡng bổ béo gì. Lửa bàn sắt nung nấu, khiến cho máu huyết toàn thân đều tập trung xuống chân nó, gọi là chân ngỗng luyện đan. Thái tiên sinh cứ thế mà ăn chân ngỗng luyện đan mấy năm rồi. Sau đó, chân ông phát bệnh, vừa đỏ vừa sưng phù giống hệt chân voi từng khớp xương trên thân đều đau đớn. Bác sĩ nào cũng khám qua, uống đủ thuốc đông y lẫn tây y mà vẫn vô hiệu. Một ngày, chân ông đau hết 24 giờ. Cả năm, chịu đau 365 ngày. Thống khổ này dày vò hành hạ ông suốt 6 năm ròng rã, khổ đến không chịu nổi. Nhiều lần ông muốn tự sát, may được hiền thê giữ lại và hiếu tử khuyên lưng ông mới ráng kéo dài hơi tàn. Một đêm nọ, ông mơ thấy một bầy ngỗng không chân tìm đến, khung bạo mổ cắn. Lúc tỉnh dậy, toàn thân ông xuất hạng mồ hôi dầm về. Ông liên tưởng đến bệnh của mình, ác là có liên quan đến việc ăn chân ngỗng, vì ông đem con ngỗng còn sống, nhốt trong bàn sắt nướng nó, chứng kiến nó khiêu vũ trên lửa thảm thương. Càng nghĩ, thì tim kinh thịt rung, bớt giác ông nhìn xuống đôi chân sưng đỏ của mình ôi chao giống hệt như chân ngỗng vừa mới khiêu vũ nhảy nhót trên lửa xong thì bị cắt đi vậy chính do thèm khát ăn chân ngỗng mà ông đã tạo nhân ác nên bị hồn quỷ của ngỗng đòi nợ báo ứng báo ứng không ngờ nhân quả báo ứng nhanh đến như thế bây giờ lương tâm tỉnh giác ông nhờ vợ dìu ra ngoài cổng quỳ xuống chí thành hướng trời cao sám hối ông phát thệ nguyện từ ngày nay trở đi không sát sanh không ăn thịt nguyện thanh khẩu trường trai ăn chay đứng chết bà vợ ở bên cạnh cũng phát nguyện ăn chay theo ông nói ra cũng lạ kể từ sau khi ông hướng trời sám hối lập nguyện xong chân không còn sưng đau nữa chỉ có hình dạng bên ngoài nhìn thấy rất khó coi, cử động bị khó khăn thôi. Đến nay, ông không uống thuốc hay tìm bác sĩ chữa bệnh nữa, bởi vì ông hiểu đây chính là chứng cứ quan gia tìm đến báo oán, cho nên không muốn chữa trị làm chi. Thôi thì cam chịu lưu cái chân voi này, làm bằng, để cảnh giác người sau. Chớ vì dục vọng ham sướng bị nhất thời mà sát sinh, phải biết thức ăn vừa qua cố họng là biến thành chất thải nếu tạo ác nghiệp sẽ bị báo ứng mãi mãi không ngừng đúng như thánh xưa từng nói hòa phúc không cửa do chính ta tự chiêu báo ứng của thiện ác như bóng tùy hình thái tiên sinh nếu được thì nên làm nhiều việc thiện tạo công lập đức vì chỉ có công đức mới có thể giúp tiêu oan giải nghiệp dịp hết, bệnh trừ. Nguyên nhân không ngờ, có một nữ cư sĩ hơn 60 tuổi, đến bái kiến hòa thượng, kể là bản thân mình mấy mươi năm nay, luôn cảm thấy khó thở nơi ngực, nhưng đi bệnh viện khám, vẫn không ra bệnh. Bà uống thuốc đông tây y đủ hết, nhưng không hiệu quả, khẳng định là trị không hết. Nghe sư phụ giảng Phật Pháp, bà rất tin. Xin sư phụ quan sát dùm xem, bản thân bà đã tạo nghiệp chi mà bị bệnh này hòa thượng diệu pháp hỏi bà ngày trước ở nông thôn mà dạ con vốn ở dưới quê sau này mới theo chồng chuyển lên thành phố lúc bà còn ở dưới quê trên mái nhà bếp có một tổ chim yến bị bà chọt rớt phải không dạ phải tổ yến làm ở phía trên rất là dơ bẩn vì vậy, vậy con mới dùng cây chọt rớt xuống á sau đó thế nào Chim yến về thấy tổ biến mất buồn rầu bay lên bay xuống quanh gian bếp rồi à, lượng vòng vòng trước nhà kêu than rất là lâu sau đó không biết nó đi đâu nữa hòa thượng diều pháp khai thị tất nhiên bà có thể dùng biện pháp ổn thỏa thích hợp hơn để dời tổ yến nhưng bà lại hành động thô bạo khiến chúng mất đi trú xứ không nhà có thể về phật giáo luôn nói chúng sinh bình đẳng vì tánh linh và tình cảm loài vật không khác người hiện nay chẳng phải xã hội cũng đang đề xướng người và thiên nhiên sống chung hài hòa hay sao hành vi làm tim sinh linh đau đớn cũng là một trong các nguyên nhân khiến bà ngạt thở nữ cư sĩ như bừng tỉnh gật gù nói phải sư phụ lại hỏi bà là người rất tiết kiệm biết quý tiết tài vật thấy đi trên đường mà gặp phế phẩm người khác ném bỏ thì lượng đem về tích trữ dồn cất cho nhiều rồi đem bán ve chai lấy tiền có việc đầy chăng nữ cư sĩ hỏi ngược lại con không có hệ trộm đoạt của ai chỉ lượm chút phế phẩm bán để kiếm thêm ít tiền, vậy mà cũng có tội hay sao? Ta không nói có tội. Chiếu theo gia cảnh nhà bà, đời sống rất sung túc. Lẽ ra, bà nên nhường những phế phẩm đó cho người bần cùng khốn khổ hơn lượm. Vì gia cảnh bà đã rất khấm khá, mà còn đi làm vậy, đó là tâm tham. Người học Phật nên từ bi hỷ xã. Phải nhớ điều này. Ta không hề kết tội, mà chỉ khuyên bà hãy nhường cho kẻ nghèo. Bà có hiểu ý ta nói chăng? Nữ cư sĩ có vẻ xấu hổ đáp. Sư phụ nói rất là đúng. Con chỉ nghĩ đơn giản rằng, giật người khác ném bỏ, thì mình nhặt bán lấy tiền, không lượm là uống phí. Con chẳng có nghĩ sâu xa như ngài từ này, con quyết không lượm nữa. Hòa thượng mỉm cười. cười. Lỗi bà Phạm tuy nhỏ, nhưng làm chướng ngại sự tu hành thanh tịnh. Vì vậy mà hô hấp chẳng thông. Hiện giờ, bà cảm thấy tốt hơn chưa? Nữ cư sĩ hiểu ra, có vẻ ngạc nhiên, và vui mừng nói. Ôi chào, con thật sự đã khỏe nhiều rồi toàn thân thoải mái, hít thở dễ dàng lắm. Phải thấy ưu điểm của người. Một chiều mùa thu năm ngoái, mười mấy vị cư sĩ thạch gia trang đến ngũ Đài sơn, trong đó có một bà hơn năm mươi tuổi đang ở tại nhà khách hướng về hòa thượng diệu pháp kể lễ nỗi khổ tâm của mình. Bạch sư phụ, con quy phật bốn năm rồi cứ rằm mồm một là ăn chay nhưng thân thể không được khỏe lắm. Nửa năm trước, con gặp một vị thiện tri thức, mới hiểu ra, nếu muốn thân hoàn toàn không bệnh, mạnh khỏe, thì phải dứt tuyệt, ăn mặn, chẳng nên ăn máu thịt chúng sinh. Không ngờ, sau khi con đoạn tuyệt thịt cá rồi, thì thân ngài một khỏe hơn. Lúc này, mới biết ăn tam tịnh nhục, chỉ là phương tiện tạm. Kể từ đó, con thường khuyên con cái ăn chay để tránh tương lai bị bệnh. Nhưng mà chúng chẳng có chịu nghe, lại còn dè biểu, cho là con học Phật, nên ngày càng mê tín khờ khảo. Chẳng những chúng ngược ngạo khuyên con ăn thịt, thậm chí còn cố tình mua con ba ba tư sống về, nói là muốn cho con ăn tẩm bổ, khiến con nổi giận à. Vì vậy mà con thường cùng chúng tranh cãi, nhưng mà chẳng có ai nghe ai. khiến trong nhà không khí lại rất là căng thẳng. Mới đây nè, có lần, con thật sự là nhịn không có nổi mà. Phải đến tá túc tại nhà một người bạn. Sau đó thì, các con con cũng có tớ xin lỗi, rước con về. Nhưng mà hễ tới bữa ăn á, là trong lòng mỗi người đều cảm thấy rất là khó chịu. Con nghĩ, con muốn xuất gia, nhưng lại lo là chùa không có thu nhận, tính vào diện dưỡng lão, lại sợ là họ không giúp ăn chay tốt. Hiện nay con rất là khổ tâm, xin Hòa Thượng từ bi chỉ giáo. Hòa Thượng Diệu Pháp từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng im lặng lắng nghe. Khi bà nói xong, Ngài mở mắt bảo rằng, người học Phật phải biết sống hòa thuận với đại chúng. Đây là tập cho mình thói quen, biết tôn trọng người. Khi lựa chọn tín ngưỡng thậm chí dù đối với con cái cũng không nên cưỡng ép bắt chúng phải phục tùng vâng theo bà hy vọng con bình tin phật ăn chay cố nhiên là vì muốn tốt cho chúng thế nhưng cũng phải biết quan sát căn cơ mà dạy không nên gấp rút nôn nóng muốn mau thành làm như vậy sẽ bị phản tác dụng khiến các con đối với phật giáo phát sinh hiểu lầm chống kháng trong lúc ăn cơm, có thể dùng một bàn hai mâm, không nên vì con ăn thịt mà oán giận chúng. Bà phải thường tự hỏi, bản thân mình dưới sát đoạn thịt đã lâu chưa? Nếu như tu tốt, thì vì sao hôm nay vẫn chưa thoát ly lục đạo? Phật Bồ Tát không hề khư khư chấp trước bớt xả như chúng ta. Do vậy, muốn hóa độ người, phải nghiên cứu thời cơ và phương pháp trừ thuyết giáo bằng lời ra, cần phải dùng thân giáo. Điều này rất quan trọng. Thí như, khi các con thấy bà học Phật, ăn chay, khí sắc ngày càng tốt, thân thể ngày càng khỏe, tâm thái ngày càng hiền hòa, an lạc. Tự nhiên, chúng sẽ tin phục Phật Pháp. Dần dần, nhờ vào sự thay đổi chuyện tốt, âm thầm của bà, mà các con được cảm hóa, sẽ tự động hướng về bà, mà đương tự. Đương nhiên, muốn hóa độ người khác, thì điều quan trọng nhất là bản thân mình phải dốc sức hành cho tới nơi. Chánh mà không tà, giác mà không mê. Muốn người sửa chánh, thì trước tiên, mình phải chánh bản thân. Ngoài ra, bà phải làm được việc này. Thường nói ba điều tốt một phải thường nói con cái tốt dù không tốt cũng nói tốt hai phải thường nói sinh hoạt tốt dù không tốt cũng nói tốt ba phải thường nói thân quyến bạn bè tốt dù không tốt cũng nói tốt ba điều này từ đây trở về sau, những bậc làm trưởng bối phải ghi nhớ trong lòng, để sẵn nơi khóe miệng. Tri túc là thường lạc mà. mức luận là con cái hay thân bằng, láng giềng, cho dù trước đây họ đối với mình không vừa ý, nhưng nhờ bà luôn ẩn ác dương thiện, biết lấy đức báo oán, thì lâu dần, đối phương sẽ sinh tâm ăn năn hổ thẹn, sửa lỗi và thay đổi nếu thường nói ba điều tốt, tất nhiên sẽ được mọi người tôn kính, cuộc sống của bà tự nhiên sẽ ngày càng tuyệt hơn. Ngược lại, nếu bà cứ sợ người không tôn trọng mình, lúc nào cũng lên mặt trưởng bối, luôn cậy uy, ý thế, ra vẻ kẻ cả ta đây, sống mà luôn soi mói, tìm cách bắt lỗi người, như vậy rất là sai, rất trái với hành nguyện sẽ tạo nên vực ngăn cách cùng con cái, thân quyến, bạn bè. Hành xử như vậy sẽ khiến phát sinh xung đột không ngừng, dẫn tới lòng mình và người, điều nổi oán khí xung thiên. Cũng đồng một lý này, công phu ba điều tốt, rất hợp cho mọi người ứng dụng. Nếu như chẳng thực hành được, thì cho dù là già hay trẻ, chồng hay vợ, xuất gia hay tài gia, đều sẽ ôm phiền não vô tận. Bà nọ nghe sư phụ khai thị xong, thì không ngừng ngợt gù, mọi rầu rĩ héo xào đã tan biến, gương mặt mùa thu ủ rũ của bà đã chuyển sang sát xuân hớn hở, ấm áp. Phật Pháp, đúng là Diệu Pháp. Hòa thượng Diệu Pháp, thật là Diệu Pháp. Ngài luôn đem Phật lý tinh thâm, khéo léo giảng dạy cho đạo và đời cùng hiểu viên dung vô ngại, hết nghi. Tâm sự quý vô dương tan nát lại đoàn viên. Tôi tên là Mã Kim Lộ, vợ của Lữ Sơn Kiệt. Tôi đã quy y Phật giáo, cũng là đệ tử Hòa Thượng Dư Pháp. Mọi người gọi tôi là Mã Cư Sĩ. <laughs> tôi vui lắm. Con trai của tôi 14 tuổi, tuy nó chưa có quy y Phật, nhưng cũng thay đổi rất là tốt. Còn gì tôi chép kinh địa tạng nữa đó gia đình tôi hiện tại tôi chẳng có giàu có, nhưng chẳng dớt giả lo ăn lo mặc. Điều khiến mà tôi mừng nhất á là, từ lúc Lữ Sơn Kiệt bước vào đường học Phật, anh đột nhiên biến thành một người khác, thay đổi hẳn luôn à nha. Mới đầu, à, nghe anh nói à, sẽ theo đạo Phật tập tu, ngày cả tôi cũng không dám tin, còn cho rằng, chắc anh đã bị bệnh chi đó, tôi không dám nói là bệnh thần kinh, dù có nghi như vậy. Ngày nọ, thấy anh ôm tượng Phật bước vào nhà, thượng lên bàn, thờ phụng tại phòng khách. Từ đó, hàng ngày thắp hương lễ bái tụng kinh. Tôi làm gan hỏi. Nè! Người như anh mà cũng biết thắp hương lại Phật hả? Liệu Phật có chứng, có chúc phúc cho không vậy? Anh ôn tồn đáp. Y như con trai mình có tính bướng lì, hay gây chuyện, không chăm học, nói danh là học sinh dở, học sinh tồi thì vị thầy dạy nó không phải là ngày nào cũng mong nó thay đổi ngoan ngoãn trở thành học sinh tốt hay sao lữ sơn kiệt tôi từ đây trở về sau muốn là một người thiệt là tốt thì sao không thể học theo phật được mà nè hồi xưa tôi thường gây gỗ chửi bà có lúc còn đánh bà đều là tôi có lỗi tôi sai hết từ nay tôi thầy bỏ uống rượu bỏ hút thuốc dứt tuyệt ăn mặn tôi nguyện là một người xứng đáng làm đệ tử ngoan của Phật. Nếu mà bà còn giận á, thì cứ đánh tôi cho hả giận đi, cho cho nhẹ lòng đi, hen. Ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, hôm nay mặt trời một hướng tấy rồi sao? Lũ Sơn Kiệt đã nói lời của con người rồi nè, những lời anh nói khiến tôi mở to mắt, khiến tôi nhìn sững. Anh càng nói, tôi càng tuôn lệ đầm đìa. Chẳng biết duyên số dung rủi như thế nào, mà hồi tuổi trẻ xinh đẹp tôi lại chọn anh. Thở đó, tin anh ngang tàn, ưa đập lộn, ưa gây chuyện, nên nổi danh khắp hương thôn. Hồi đó, tôi còn ngưỡng mộ cho anh là có khí phách hảo hớn nữa chứ. Tôi nghĩ, nếu lấy anh rồi, thì tương lai sẽ không ai dám bắt nạt tôi. Mà đúng thiệt, quả thật là chẳng ai dám ăn hiếp không riêng gì bạn bè thân quyến, mà kể cả chồm sớm láng giềng cũng đều lánh xa tôi. Sau này mới biết, anh là trùm du đảng. Như vậy, tôi nghiễm viên thành quý phu nhân của ông trùm. Vậy thì, đố ai dám động tới? Hàng ngày sau khi tan sở, chồng tôi thường không về nhà. Anh cứ la cà ở ngoài tụ họp cùng đám bạn bè đồng chí nhậu nhẹt, hãy uống nhiều thì gây lộn vậy tưng lên không chỉ thế ở nhà ăn cơm anh cũng nhậu chưa xong tiệc rượu thì đã say khước nổi điên đập đông đánh tay bóng con loạn xỉ à có lần á à, vì chút chuyện giặt anh mắng tôi tôi đâu có nhịn được tôi liền trả treo lại mấy câu thế là anh giang tay đánh bọp vào mặt tôi cú tát đập mạnh vào tay trái lúc đó mắt tôi nổ đom đóm tôi té xuống Ngất xỉu. À, khi tôi tỉnh lại, thì tai trái hết còn nghe ngóng được gì. Tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói, tai tôi bị lũng màng nhĩ. Hồi đó, mái ấm của chúng tôi rất hiếm khi không có chuyện, việc đánh mắng gây gỗ từ xuyên xảy ra. Tục ngữ nói, gần mực thì đen, rước đúng. Do hôn dân không hạnh phúc, vợ chồng luôn bất hòa cuộc sống bị dấn chìm trong khổ não phẫn độ khiến tôi dần dần lay tật xấu của anh tôi cũng thành nữ anh hùng để nổi nóng cáo bực tôi cũng nhậu bí tỉ hút thuốc mịt mù lúc đó tôi nghĩ hả anh chẳng để tôi sống an qua ngày thì tôi dựa vào đâu mà tiết kiệm cho anh chứ hãy lãnh lương xong thì tôi ăn to uống lớn đi dậy sòng nhậu mượn men rượu giải sầu phiêu du trong khối thuốc. Nói khiêm dường thì một ngày tôi có thể ngốc cả bình rượu, hút hai gói thuốc. Việc tiền vui qua chất kích thích của men bia khối thuốc đã đem đến cho tôi nhiều bệnh hoạn. Đồng lương ít ỏi lại phải đổ hết vào bệnh viện. Thường là mới nửa tháng, túi tôi đã rỗng. Thế là tôi cứ sống xiên xẹo cho hoa ngày, hai chúng tôi hãy ngồi vào bàn dậu, một khi gây chuyện thì <laughs> rượu vào thức ăn, bay cùng nhà, con cái khóc rùm, vợ chồng cứ cãi ầm um lên chúng tôi có nói chi làm gì láng giềng cũng chẳng ai thèm khuyên ngăn bạn xem duyên nợ của chúng tôi là vậy đó thế mà cũng gọi là mái ấm là gia đình nhờ hai vợ chồng cư sĩ lý Linh dùng phật pháp Cứu vớt cái gia đình đổ nát của chúng tôi nên tôi được biết đến đạo pháp và bước vào con đường học phật nói gót sao lữ sơn kiệt tôi quy y hòa thượng diệu pháp rồi liền thể dứt bỏ hết tất cả các thói quen xấu. Hiện nay, không những gia đình chúng tôi thay mới đổi tốt, mà tà khí trên mặt của Lữ Sơn Kiệt cũng biến mất tâm luôn, không có còn tung tích nữa, Mặt anh á hả không còn u ám mà rất sáng. Còn bản thân tôi lúc trước á, thì bệnh hoạn đầy thân, bây giờ không chữa trị mà được lành. Sự khang kiện ngày xưa, khó bề tìm thấy, nay đã xuất hiện. Khi soi gương hả? tôi thấy dung nhan tiều tụy héo xào của mình đã biến đổi, hồng hào tươi tắn đến ưa nhìn luôn á. Hôm nay, sẵn dịp cơ sĩ Quả Khanh viết báo ứng hiện đời tập ba, chúng tôi chủ động yêu cầu xin cho viết kể chuyện xa đọa của chúng tôi ra, dù sao vợ chồng chúng tôi sớm đã là danh dân, từng xấu đến chẳng thể xấu hơn được nữa, cho nên chẳng sợ mất mặt, mất danh, chẳng sợ bị khi dễ trong mắt ai nữa. Điều tôi muốn nói là, chúng tôi từng là những kẻ tồi tệ đến như vậy gia đình rách nát đến như thế mà vẫn còn có thể thay đổi và biết phật pháp nên tu sửa tâm tính đổi mới cuộc đời mà hiện tại được hưởng hạnh phúc vậy thì các bạn những người có nhân cách hơn hẳn chúng tôi hoặc tệ cỡ chúng tôi đi nữa thì tại sao lại không thể sống hạnh phúc vì sao các bạn không mau chóng chọn cho mình một con đường ly khổ đắc lạc Đệ tử Mã Kim Độ kính ghi và chí thành đảnh lễ Tam Bảo. 14 tháng 11 năm 2002. Mã Thanh Mã Thanh là một nam doanh nghiệp trẻ rất thành đạt, gia đình anh vốn hạnh phúc mỹ mãn, thế nhưng do công việc phải giao tế nhiều đã phát sinh những việc khiến họ bó tay. Từ nhỏ thì Mã Thanh rất ưa tĩnh tọa tu hành, sau khi kết hôn do bề bộn việc nhà lẫn công ty nên dần dần anh tu hành giải đãi và huân diễm những thối xấu thế tục trong thời gian này anh tạo vô số nghiệp sát đạo dâm vọng gì cũng điều phạm do vậy mà quan hệ vợ chồng đã dần dần chuyển xấu mới đầu thì phát sinh gây gỗ sau đó dẫn tới ẩu đả hôn nhân đang ở bên bờ vực tan vỡ Mã Thanh cũng muốn cứu vãn hôn nhân, hy vọng thoát khỏi phiền não, vì vậy anh đến tìm tôi. Lần đầu tiên diện kiến, Mã Thanh gây cho tôi ấn tượng không tốt. Nhìn mặt anh, khí sắc u ám tối tăm. Tôi nói, "Anh gần đây tâm tư rất thống khổ, nơi tim đau đớn khó chịu lắm phải không?" "Đúng vậy." Mã Thanh gật đầu thừa nhận và anh từng phá thai bốn lần. Trong số đó có một bé trai hết sức ưu tú, phải không? Mạc Mã Thanh đang bình thường, bỗng chuyển sang tái nhợt. Anh căng thẳng nói. Quả tình, vợ tôi đã phá thai bốn lần, nhưng hoàn toàn không biết là trai hay gái. Riêng vợ tôi, trước khi phá thai, có lần đã nằm mộng thấy một bé trai. Cô làm sao biết được? Những việc của mỗi cá nhân làm, không gì mà không lưu lại hiện lộ rõ tất cả việc mình làm thảy đều bị trời đất trong vô hình âm thầm ghi lại hết nhưng bản thân mọi người không hay còn đinh ninh cho rằng sẽ không ai biết chuyện mình làm thực tế thì tất cả đều được ghi lại đủ không sót mảy may những việc không hay phát sanh trong gia đình anh thảy đều do sát nghiệp tạo thành mà trong đó tội phá thai là nặng nhất anh nhất định phải chí thành sám hối tùng kinh ăn chay phải vì mỗi dông thai đã bị giết đó tùng ít nhất bảy bộ phật thuyết trường thọ diệt tội hội chư đồng tử đà la ni kinh nhất định phải thành tâm thành ý sám hối sửa chữa từ rày về sau không nên đánh đập vợ nữa anh có làm được như vậy chăng làm được tôi nhất định làm được một tháng sau mã thanh dẫn vợ là chị trương đến gặp tôi lúc này khí ấm đen trên mặt anh đã biến mất hơn nữa dung nhan còn rất tươi tắn hớn hở đầy vẻ tự tin vừa gặp tôi mã thanh xúc động nói thật không thể nghĩ lường tôi cảm nhận rõ ràng từng chữ từng câu trong kinh phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà la ni tôi vừa mới đọc một biến thì ngay đó cảm thấy muộn phiền đau đớn nơi tim tiêu mất thế là tôi dội đến y diện khám nhìn vào thấy bản điện tâm đồ hiện thị bệnh tim đã hồi phục bình thường bác sĩ cũng rất ngạc nhiên tôi nguyện từ nay nhất định kiên trì học phật tụng kinh sám hối làm một phật tử chơn chánh sống lợi ích cho chúng sinh hiện giờ quan hệ vợ chồng chúng tôi đã chuyển tốt rất nhiều vợ và con gái cũng khởi sự bước vào đường học phật nhờ mã thanh thực tâm sám hối chân hành tụng phật thuyết trường thọ diệt tội hồ chư đồng tử đà la ni kinh nên đã hóa giải oán hận nơi vong thai giúp bé sớm được đầu thai đồng thời bình anh cũng hồi phục mạnh lành cả nhà đồng tu học theo phật pháp thu được nhiều lợi ích giải thích thêm phá thai được xếp vào tội sát sinh rất nặng những phụ nữ từng phá thai cần chân thành sám hối và phải thực tâm quỳ trước phật tụng kinh phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà la ni hoặc kinh địa tạng để hồi hướng cho các vong thai bị giết, như vậy mới có thể diệt tội. Tốt nhất là hai vợ chồng đồng sám tụng thì hiệu quả càng tốt, bởi khiến nữ nhân từ hoài thai cho đến phá thai là trách nhiệm mà nam nhân không thể trốn tránh. Thiện niệm và ác niệm, thiện niệm ác niệm đều do tâm sinh, vì vạn pháp do tâm tạo. Chúng ta tu hành cần phải kiểm soát. Tu trong từng cử tâm động điểm, quản lý tâm mình cho tốt. Nếu giữ được chánh niệm hiện tiền thường xuyên, thì tự nhiên y báo sẽ chuyển theo chánh báo. Số bệnh tất được cải đổi. Nhà Phật thường nói, khởi một niềm thiện, cung điện nơi thiên đường liền thành. Khởi một niềm ác, hình phạt nơi địa ngục chờ sẵn. Nếu có thể tiến lên triệt ngộ nguồn tâm, trụ nơi vô trụ siêng tu lục độ vạn hạnh ác việc giải thoát thành đạo đều có thể thực hiện người học phật chúng ta nếu tu đến thời tiết nhất định sẽ có mài luyện đủ loại đủ kiểu hiện đến với bạn lúc ấy cần có tâm bình hòa dẫn dục tinh tiến để vượt qua thử thách dưới đây là kinh nghiệm từ cuộc sống của tôi hy vọng mọi người xem xong được lợi ích Tiểu Vận là thằng em họ kém tôi 7 tuổi. Tính hết sức ngang ngược, bướng lì. Dì Dượng tôi rất cưng chiều nó. Hôm đó tôi tới nhà thăm dì Dượng, nhưng họ đi vắng. Chỉ có một mình Tiểu Vận trong nhà. Tôi vừa bước vào, nó đã kéo tôi lên mạng chơi vi tính. Bớt đắc dĩ, tôi phải chơi cùng nó một lúc. Do tôi ít chơi game, nên rất mau thua làm ảnh hưởng xấu đến số điểm, khiến em tức giận, chạy đến xô tôi té xuống đất, và trách. Sao chị chơi tệ quá vậy? Nhìn khí thế hung hăng của em, tôi lấy giọng chị, nghiêm nghị của nó. Em dám đối với chị dữ dằn như vậy hả? Bình thường để gì dưỡng, nên chị luôn nhường nhịn. Hôm nay chị phải dạy dỗ em mới được. Thế là tôi túm lấy nó, đánh chứ? vào mông nó một trận. Tiểu vận bị tôi đánh, khóc ầm lên vừa khóc vừa chụp đồ đạc quăng ném lung tung đồng hồ bàn ly tách các món đồ chơi đều bị nó làm vỡ hết tôi khuyên ngăn vô ích ngay lúc đó dì dưỡng tôi về nhìn thấy bãi chiến trường hỗn độn dì dượng phật ý hỏi với giọng đầy trách móc vậy làm sao trời vì sao mà đồ đạc tùm lum vậy hả chẳng đợi tôi giải thích Tiểu Phận vừa khóc vừa gào lên. Là chị Hồng làm, làm hết đó. Chị vừa đánh con, vừa quăng đồ á. Không những làm, làm, làm con bị thương, mà còn phá hư hết đồ chơi của con luôn. Ba ơi, mẹ ơi, chị, chị thừa lúc hai người đi vắng, đã ăn hiếp con như vậy đó. Tôi nghe em nói mà ngỡ ngàng đứng chết trân, ngạc nhiên tới há hốc miệng, á khẩu, cũng chẳng biết làm sao để giải thích. Vì dượng tôi quá cưng em họ, nên tin ngay. Họ giận dữ, mắng tôi. Tại sao mà con không có lương tâm, cư xử quá tệ như vậy hả? Con cũng từng ở đây một thời gian, sao lại đối với em ác như vậy? Cái con nhỏ này bụng dạ xấu xa độc ác, mau cút khỏi đây ngay, cút ngay! Tôi muốn giải thích, nhưng dường như chuyện khó thể vãn hồi, đành dẫn nhịn nuốt giận quay về. Về ký túc xá, tôi khóc to một trận, thầm nghĩ, vì sao dì Dượng lại đối xử với tôi như thế? Rõ ràng là tiểu vận sai, nhưng họ chẳng cần phân rõ trắng đen cứ mắng tôi xối xả. Tại sao? Tại sao chứ? Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bi ơi, cầu xin Ngài Gia Trì giúp hóa giải mọi hiểu lầm giữa con và họ. Đêm đó tôi không ngủ. Một tuần trôi qua, tôi rất muốn đi thăm em họ và gặp dì dượng để xin lỗi, vì bình thường họ đối với tôi rất tốt. Thế là tôi mua quà mang đến nhà họ. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình ngạc nhiên. Dì đang ngồi trên sofa, bưng mặt khóc. Còn giường ở cạnh bên, thở dài não ruột. Dì Dượng ơi, có chuyện gì vậy? Tiểu vận đâu? Dì Dượng chỉ vào phòng ngủ. Tôi bước tới, vừa nhìn thấy em họ thì giật mình thất kinh. Không ngờ, một tiểu vận tuấn tú, giờ đã biến thành cái đần đồn ngớ ngẩn. Lưỡi em thè ra khỏi miệng, quẹo sang bên phải, nước giải chảy nhỏ giọt giọt. Còn tay và gò má bên phải của em thì không ngừng co giật. Nó bị như vậy đã một tuần rồi, Dượng tôi bớt đắc dĩ, kể cho tôi nghe, con đi rồi thì qua ngày sau, tiểu dựng đột nhiên toàn thân coi giật, đến bệnh viện khám, bác sĩ nói đây là triệu chứng bại não, chỉ có thể điều trị từ từ, không còn cách nào tốt hơn. Phải làm sao bây giờ đây chứ? Chúng ta chỉ có một mình nó thôi mà. <laughs> Dì tôi ngồi bên nghẹn ngào chen vào nói, hai mắt đỏ chạnh, chứng tỏ, dì đã khóc rất nhiều. Đừng lo, rồi sẽ có cách mà. Quay về ký túc xá, tôi cảm thấy việc này có liên quan đến tôi. Mặc dù tiểu vận, dì dưỡng đối với tôi một bề ghét bỏ, dùng toàn lời ác dành cho. Nhưng tôi là người học Phật, cần phải dùng thiện niệm và tâm từ bi mà đối với họ nếu như tôi thành tâm tụng kinh hồi hướng cho tiểu vận có thể em sẽ dần hồi phục gia đình sẽ bình an hài hòa thế là tôi bắt đầu tụng kinh kim cang hồi hướng công đức cho tiểu vận kỳ tích xảy ra ba ngày sau vì tôi mừng rỡ gọi điện khoe alo con hả từ lúc con đến thăm thì trưa hôm sau bệnh của tiểu vận chuyển tốt lên rồi miệng và mặt nó hết bị co giật có thể ăn cơm bình thường rồi đó con tiểu giận đã kể hết sự thật cho dì nghe rồi nó đã làm sai và phải nhận lỗi trước con phải không thật sự xin lỗi con nha hôm ấy dì đã mắng quan con con hãy tha lỗi cho dì nghe tối nay con có rảnh không mời con đến ăn cơm với dì nghe con thế là mọi việc tốt đẹp an ổn hài hòa điều này làm tôi xúc động sâu sắc nếu như mỗi người học phật đều có đủ trái tim từ bi cho dù bị người khác khởi ác niệm với mình, bản thân cũng không nên nổi sân, mà phải nhờ vào sức mạnh của Phật pháp sám hối, hồi hướng. Nếu biết dùng thiền niệm đối đãi với mọi sự, mọi việc thì nhất định sẽ có hảo báo, thu được kết quả tốt đẹp không ngờ." Kinh Hoa Nghiêm nói, "Nếu người muốn biết ba đời tất cả Phật nên quán tính pháp giới, tất cả do tâm tạo." Người học Phật trong lúc gặp nghịch cảnh, nghịch duyên, cần giữ chánh niệm, nên dùng tâm dẫn nhục, như như bất động đối với mọi hoàn cảnh, làm được vậy mới có cơ hội giải thoát. Kinh Kim Cang nói, tất cả pháp vô ngã thành tù nơi dẫn. Nhân đây, xin khuyến thế nhân, cẩn thận khi nói đăng hành động, phải dình tâm giữ biện, chớ nói lời vu khống người, vì thiện ác nằm trong một niệm, phúc họa như bóng theo hình nhân quả báo ứng luôn có thật. Lời người dịch đọc đến đây bạn có thắc mắc không? Tại sao có nhiều người ác khẩu vu khống tạo lỗi tương tự hoặc hơn cả tiểu vận mà họ đâu có bị gì? Phải giải thích đó là tùy thuộc nhân quả, tùy những uẩn khúc trong cuộc sống mọi người. Tôi xin tạm giải thích như thế này: nếu xúc phạm kẻ ác hoặc thường dân không bị báo nặng bằng xúc phạm hiền dân, thánh dân. Hồi mới về xong chuyện này, tôi không tin, cho rằng có vẻ như người kể đang tự khoe khoang. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, quả hồng là Phật tử, không nói dối, và tu rất biên bật, giữ giới chu đáo. Do vậy, mà lời cầu nguyện cô dễ đạt, và bản thân không những nhận được lực gia trì của thần hồ giới, mà cả đến chư Phật, nên mới chiêu cảm kết quả như trên đọc trong kinh sử, ta thấy ghi chuyện một vị sư già thời Phật đã từng chứng thánh, nhưng miệng cứ nhai đi nhai lại rất khó coi. Nguyên nhân bắt nguồn từ khiếp xa xưa, thuở đó ông là một chú tiểu, tình cờ thấy một vị sư già tụng kinh, ông đã cười nhạo chê rằng, sư tụng giống hệt trong nhai cỏ. Không ngờ vị sư này đã chứng A-la-hán, do lỗi xúc phạm thánh dân, mà sa di đó năm trăm đời miệng thường nhót nhét giống trâu nhai cỏ cho đến kiếp cuối cùng này dù đã chứng a la hán rồi vẫn còn phải tiếp tục trả báo xưa ngoài tác động luật nhân quả mắng người thì bị người mắng hại người bị hại lại thì việc vô cớ vu oan đổ lỗi cho hiền dân hay một người chỉ giữ ngũ giới nghiêm ngặt thôi thì cũng khiến cho đương sự có thể chiêu vời báo ứng xấu cho mình Giống như câu chuyện quả hồng vừa kể là một chứng minh, vì vậy, Phật thường khuyên ta cẩn ngôn và luôn nhắc: Họa nằm nơi đầu lưỡi, tình chấp trói buộc. Chỉ khi ở trong nghịch cảnh, người ta mới thấm thía sâu sắc cái khổ của sinh lão bệnh tử và khao khát thoát ra, mong sớm được lìa khổ, được vui. Cũng nhờ vậy, mà nhiều người bước vào con đường học Phật. Thế nên, những khảo nghiệm, những mài luyện đó, bao gồm cả thân nhân quyến thuộc, thực tế, đều là đại thiện tri thức của mình. Chúng ta nên dùng tâm cảm ơn, tâm chân thành mà đối đãi với họ. Tiêu Hồng có một người mẹ thiện lương, bà đối với cô đặc biệt quan tâm chăm sóc chu đáo, từng ly, từng tí, nhưng do sát nghiệp chướng ngại. Đến nay, đối với Phật, bà vẫn ở lưng chừng giữa tin và không tin. Đôi lúc, mật ngọt của tỉnh chấp trối buộc cũng đem đến nhiều phiền rụy. Mẹ của Tiêu Hồng thường ước nàng giống như con chim nhỏ luôn đương tựa, nép vào bà. Mặc dù hai mẹ con họ sống chung bên nhau, nhưng chỉ cần con gái về buồn một chút, thì di động của Tiểu Hồng liên tục reo vang trong mái không ngừng vọng ra âm thanh người mẹ nhắc nhở dặn dò nàng phải về nhà sớm bình thường ngay cả tiểu hồng vào sở làm mẹ nàng vẫn luôn gọi điện hỏi thăm thậm chí khi nàng ở nhà xem sách mẹ vẫn theo dõi hỏi giờ con đang xem gì đó nàng mặc áo ăn cơm hay làm gì mẹ nàng luôn kiểm tra tỉ mỉ tiêu hồng biết mẹ thương đối với bệnh rất tốt, trong lòng cũng sinh tâm hiếu thuận. Nhưng năm nay Tiêu Hồng 32 tuổi rồi, đối với lòng thương chấp chặt, giữ riết bên mình như thế của mẹ, khiến nàng cảm thấy bị áp lực, mất tự do, và chịu không thấu. Một tối đỏ, Tiêu Hồng cùng mấy bạn đạo hợp mặt, dự tính sẽ về mùa một, một chút. Trước đó cũng đã có thưa với mẹ nàng rồi, nhưng mẹ nàng vẫn không yên tâm, liên tục gọi điện thoại tra vấn. Alo, sao muộn vậy mà con chưa về? Rốt cuộc là hợp cái gì? Ở đâu? Với ai vậy con? Tiêu Hồng ráng dẫn nại hồi đáp. Cuối cùng, cuộc họp chưa kết thúc, nàng đã phải thu xếp đi về. Thế nhưng, mẹ nàng vẫn không vui. Cứ gọi điện hỏi mãi. Tiêu Hồng luôn phải chịu đựng, vỗ về trấn an. Có vậy, những kích động trong lòng mẹ mới dịu lại. Tiêu Hồng vô cùng thắc mắc, hỏi tôi. Vì sao mẹ đối với em quan tâm quá mức như vậy? Tôi đáp. Duyên khởi duyên diệt, tất cả đều có nguyên nhân hậu quả. Tình mẹ thương con chấp chặt trầm trọng như vậy, bắt nguồn từ nguyên nhân xa xưa vào thời cổ đại bên Ấn Độ. Vào thời đó, tại miền Nam Ấn Độ. Có một vị vương tử cao quý cư ngụ. Hôm đó, giống như mọi lần, vương tử cởi con bạch mã, tay cầm một cái lồng vàng, trong nhốt một con chim nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Điều kiện ăn ở của con chim này cực kỳ u việt. Hàng ngày luôn có thức ngon, cái lồng còn được trang trí bằng hoa tươi xinh đẹp. Xong con chim lúc nào nó cũng nhớ đến thế giới bên ngoài, rất khát khao được tung cánh tự do. Thế nhưng, do chủ nhân quá sủng ái, nên ông quyết định số mệnh đó, suốt đời phải bị nhốt trong lòng này. Con chim thờ cổ đại, đời nay là mẹ của Tiêu Hồng. Còn Tiêu Hồng, chính là vị vương tử thời xưa đó. Do kiếp xưa, nàng đã hành xử bằng tình chấp trói buộc nên đời này phải lạnh lại quả báo y hệt như vậy cũng được mẹ cực kỳ quan tâm chăm sóc giữ chặt bên mình dù tuổi hơn ba mươi nhưng nàng vẫn không có tự do con bạch mã chính là cha của tiêu hồng theo như lời tiêu hồng xác nhận hồi nàng còn nhỏ cha của nàng luôn cam tâm tình nguyện để nàng cưỡi trên lưng trên bụng còn cảm thấy rất hạnh phúc vui vẻ sau khi nghe tôi giải thích rõ ngọn ngù rồi tiêu hồng đã hiểu minh bạch hiếu dưỡng cha mẹ chính là ngoài việc quan tâm chăm lo đời sống và tùy thuận không phản bội luật nhân quả ra còn phải hướng dẫn cha mẹ đến với phật pháp tin sâu nhân quả chánh tín với đạo dứt ác hành thiện bước vào con đường học phật giải thoát đó mới là đại hiếu chân chánh. Giải thích thêm, thời Bắc Tống, Âu Dương Tu có là một bài thơ chim họa mi như sau: Trăm ngàn tiếng hót véo von, bỗng trầm cao thấp vượt ngàn đuối sông. Giọng buồn khi ở trong lòng, đâu vui bằng lúc phiêu bồng bay cao. Vì sao tiếng chim hót trong lòng không hay bằng hót giữa rừng cây? bởi vì chim mất tự do nên tiếng hót u buồn không vui nhân như thế thì quả như thế con chim nhỏ đời quá khứ hiện nay không dựng sinh làm người mang thân nữ lại còn làm mẹ của vị vương tử ngày xưa từng yêu thương sủng ái nhốt nó mãi mãi trong lòng mẹ yêu con là đạo lý đương nhiên nhưng người con gái tuổi đã hơn ba mươi lại bị tình chấp đó trói buộc không có chút tự do tham ái là nguồn gốc sinh tử. Thuở đầu, do vương tử phát ra tâm tham ái và dùng nó để trói buộc, không cho phép chim nhỏ được tự do. Thì đời nay, chim nhỏ cũng dùng tâm tham ái, chiếm hữu, đối xử y như vậy cùng vương tử. Trong Kinh 42 chương Phật dạy Do ái sinh lo, do ái sinh sợ, nếu lìa tham ái nào lo, nào sợ. Kinh viên giá thì nói, nên biết, ái là cội rễ sinh tử luân hồi. Có thể thấy, đời đời kiếp kiếp chúng sinh luôn phiên trói buộc nhau không ngừng nghỉ, chỉ vì tham ái, tình chấp. Tu hành giống như đi trên băng mỏng, phải cẩn thận nghiêm trì giới luật, viễn ly tham ái và chấp trước mới có thể giải thoát. Quả báo bội tính vong dĩ Ký Văn Đông Hơn 40 tuổi Thân mặt hiếu tan Mắt đầm đi lệ Quỳ trước ngôi mộ mới đắp Của tiếng trương láng giềng Lâu thật lâu Vẫn chưa chịu rời xa Người đàn ông vóc dáng cao lớn Tướng mạo đường đường Nhưng lại có thời thơ ấu rất thảm nếu như không nhờ thiếm trương quan tâm giúp đỡ, thì có lẽ anh đã không còn trên trần thế. Tuy không phải thân dân, nhưng thiếm trương đối tốt còn hơn thân dân. Lúc Văn Đông năm tuổi, thì cha mẹ anh trong một năm đã lần lượt qua đời. Cha Văn Đông, trước lúc lâm chung, mắt đầy lệ, gửi gắm con trai lại cho ăn cả và chị dâu mình. Ký thác, toàn bộ gia tài của ông gồm nhà cửa khang trang số tiền rất lớn và mớ vàng bạc trang sức tài sản hồi buôn của mẹ văn đông xem như tất cả đều giao hết cho vợ chồng người anh cậy nhờ họ quản lý thay cho bé văn đông lúc đó anh cả và chị dâu ông chỉ trời đất thề thuốc đủ điều họ nói với người sắp mất như thế này chúng ta đều là người một nhà con em thì cũng như con anh chị dù em không để lại tài sản, chẳng có lấy một xu, thì anh chị đây cũng nguyện cưu mang nuôi cháu đến lớn khôn. Cha Văn Đông nghe những lời tràn đầy nghĩa tình này, sung sướng mỉm cười. An lòng nhắm mắt ra đi, khi đó cũng có cán bộ trong thôn và láng giềng đồng chứng kiến, ai nấy đều cảm động rơi nước mắt. Xong tăng lễ được mấy ngày, thím trường láng giềng bỗng nghe văn đông bị đánh đập khóc to hơn nữa cứ cách năm ba ngày thì ra hai bác đánh cháu chữ mắng ôm sồn âm vàng nghe rõ mồn một thím trường tốt bụng đã nhiều lần can gián nhưng chuyện vẫn xảy ra như cũ sau đó thím phát hiện bé đông rước ít ra ngoài chơi thỉnh thoảng nó đứng nơi cửa nhưng chẳng hề thấy nó cười thím trường bèn đến gần hỏi hang mấy câu, thì thằng bé lộ vẻ sợ hãi, không dám nói gì. Thiểm trường thấy Văn Đông ốm đi rất nhiều, hơn nữa, mặt mày thân thể đầy vết thương. Thấy thế, thiểm trường không cầm được nước mắt. Dần già láng giềng, hương thôn, ai cũng biết chuyện, nhưng khi làng xã chất vấn, thì hai vợ chồng họ hung hăng nói là tại Văn Đông. Lì bướng không ngoan bọn họ nhận lời ba thằng bé ủy thác thì có quyền quản giáo cũng chẳng làm gì hại nó họ còn trách ngược lại mắng đám người ngoài lo chuyện không đâu nào có máu mũ chi mà nhúng mũi vào chuyện gia đình họ do mọi người không bắt được tại trận chuyện ngược đãi cháu của hai bác văn đông vả lại người ngoài chẳng có quyền can thiệp chuyện đồ bộ của họ dù rất bất bình nhưng chẳng ai giúp được gì một năm. Rồi một năm trôi qua, thằng bé dần dần lớn lên. Thiếm trường nhiều lần thừa lúc hai bác văn đông đi vắng, lén đút nhét, chăm bón cho thằng bé. Khi tìm miếng bánh, lúc viên kẹo hoặc thứ gì đó, nhìn thằng bé ăn ngấu nghiến. Thiếm miệng cười, an ủi nó. Văn đông dù đã lớn, nhưng vẫn phải mặc bộ y phục cũ rách từ hai năm trước xuân hạ thu cứ dần qua tới mùa đông thiếm trương thấy thằng bé mặc đồ mỏng manh rách rưới ló cả tay chân nhìn nó co ro đưa tay ôm vai run rẩy vì lạnh bà rơi nước mắt quay về nhà tìm y phục cũ của con mình giặt sạch sẽ may thêm lớp bông độn bên trong và ngay tối hôm đó đem sang nhà hai bác văn đông nói là áo bông con mình chê không dùng nên để cho văn đông mặc nói xong bà tự tay mặc vào cho thằng bé trước khi văn đông thành dân bà còn may cho nó ba bộ áo bông không lúc nào mà không tiếp tế ẩm thực có lúc còn dúi cho nó ít đồng lẻ cuối cùng chí văn đông cũng đã trưởng thành thành tài có sự nghiệp ổn định được nhiều cô gái để ý. Khi Văn Đông đến tuổi kết hôn, anh xin hai bác cho mình ra riêng tự lập. Hai bác dù không muốn, nhưng vì cháu đã lớn, họ sợ lời bình phẩm của láng gì, bớt đắc dĩ phải chiều theo. Nhưng họ viện cớ gia cảnh khó khăn, chỉ cấp cho Văn Đông một ngôi nhà dột nát cũ kỹ, trống trơn, không có gì, với toàn bộ đồ đạc họ đã dọn đi hết. Hai người bác này, có sáu người con, họ xây nhà mới khang trang cho hai con trai, khi chúng thành thân. Về phần văn đông, đối với sự ngược đại của bác, không hề nói một lời than quán. Mỗi khi, người trong thôn bất bình, đốc suối anh đi kiện quan, thì, anh nói. Bác cả nuôi tôi khôn lớn, cũng chẳng dễ dàng gì, nếu không nhờ bác cưu mang thì tôi cũng chẳng sống đến ngày hôm nay tiền bạc vật chất thường khiến người ta tranh giành nhưng có câu rằng trai tốt chẳng tranh điền trang gái tốt chẳng tranh đồ cưới là gì nếu như không học hành không có nghề nghiệp ổn định thì dù sở hữu nhiều tài sản đến đâu cũng không giữ được lâu tôi nhất định học tập trau dồi kỹ thuật nghề nghiệp thật tốt để làm việc phục vụ hương thôn mình cho xứng đáng với sự quan tâm yêu thương của dân làng không phụ ân nuôi dưỡng của hai bác dân làng rất quý phục tính dân hậu thực thà của văn đông ở hiền gặp lành giờ đây anh đã là một chủ xí nghiệp trong thôn hiện có một con đang theo học tại đại học thành phố tiểu gia đình của anh sống rất êm ấm hạnh phúc ta hãy nhìn xem hai người bác bồi tính vong nghĩa làm trái lời thề bị báo ứng ra sao họ có sáu con gồm bốn gái hai trai, con gái đầu của họ hai mươi chín tuổi, thì bị bệnh sỏi thận chết. con trai cả hai mươi chín tuổi cũng bị sỏi thận, không bao lâu thì chết. con gái út hai mươi chín tuổi cũng vướng bệnh bất trị, y hệt như anh chị mình, mà tử vong, khiến ba mẹ chúng tâm kinh thịt sung, ngày đêm bất an. sáu đứa con đã chết mất ba người sau này còn xảy ra chuyện gì nữa đây không bao lâu con trai út của họ kết bè lập đảng đi cướp bốc gây cãi đánh lộn bị phán mười năm tù ngày y bị tuyên án mẹ y bị xuất huyết não từ đó nằm liệt giường nhận chịu bao cư xử ghẻ lạnh mắng chữ của con cái do bà không khống chế được đại tiểu tiện thường trây dính bền chăn, có lúc nằm đó suốt ngày, không ai để ý tới. Bà cứ sống cảnh như vậy hơn ba năm, rồi chết trong bi ai. Lúc bà chưa chết, thì chồng bà vướng phải chứng si ngốc lú lẫn. Bà chết được nửa năm, thì một hôm, ông đi đường không cẩn thận, vấp té, đầu đập xuống đất, và từ đó, ông ra đi vĩnh viễn láng giềng kể tôi nghe câu chuyện này xong, thì hỏi. Đây, có phải là nhân quả báo ứng không? Và chẳng đợi tôi đáp. Họ tự nói. Ở quê chúng tôi á, ai cũng nói, đây là trời già trừng phạt cặp vợ chồng bội tính bất nghĩa. Bởi mới nói, giống như làm mùa vậy, trồng gì thu hoạch đó, đây là quy luật tự nhiên. Trước khi Phật đến nhân gian giảng Pháp, thì luật nhân quả đã tồn tại sẵn trong thiên nhiên phàm phu không hiểu, nên cứ trồi hụp trong biển khổ sinh tử, không chịu thoát ly. Chư Phật Bồ Tát từ bi, thừa nguyện trở lại nhân gian, giảng thuyết chân tướng vũ trụ và chỉ cho chúng ta phương pháp xuất ly khổ hải. Chúng ta nhất định phải nắm ngay cơ hội, được mang thân người này, y pháp tu hành, sớm chứng bồ đề, mới là con đường chân chánh trong nhân gian. Nửa cái bánh gia đình ông Trình có ba người. Sau khi quy y Phật rồi, thì giữ giới rất nghiêm. Nhà ông giàu có ngàn vạn, lại một bề trì giới chu toàn, khiến cho một người rất kính phục. Xem ra, phú quý học đạo cũng không khó. Mấu chốt nằm ở chỗ, bạn có huệ căng và cùng Phật có chuyên hay chăng thôi. Con trai của ông là Trịnh Vĩ, vừa mới lên cao trung. Ngày nọ, tan học, Chàng ra về cùng các bạn. Trong nhóm có bạn Is đang đói bụng, nên đã mua một cái bánh nướng, vừa mới cắn một miếng, thì Is nhổ ra ngay, rồi vứt miếng bánh ra xa. Trình vĩ hỏi, Sao lại ném bánh đi? Is nói, Ừ, dở quá, ăn không ngon. Chàng trả lời, thì Is đi đến gần cái bánh vừa ném đó. Thuần chân, anh đá nó văng ra xa thêm mấy mét nữa. Trình Vĩ vội chạy đến đường cái bánh lên, đưa cho bạn. Ôn Tồn nói: "Đừng có vứt bỏ bánh như vậy, rất uổng. Bạn hãy ăn đi nha. Lãng phí lương thực là có tội nhiều lắm đó." Is cười khẩy, bảo: <cười> "Bánh này tôi mua, không thích á thì dục đi, có tội gì? Nếu anh sợ lãng phí á thì tự ăn đi." Trình Vĩ nói: "Vậy tôi ăn thay anh nha." Nói xong, Liền ăn cái bánh đó. Khi mẹ Trình Vĩ mắt Hòa Thượng chuyện này, bác bà đỏ lên. Bà nói, mình đã khóc khi nghe con trai thuộc lại cảnh trạng đó. Hòa Thượng nghe xong, nhìn thật lâu và mặt cậu con đang ngồi im lặng bên mẹ, mỉm cười khen. Con trai ngoan, học tập giỏi, tiền đồ sáng lạng vô cùng nghe. Bà Trình Vĩ nói trình dĩ ngày nhỏ rất ưa tĩnh tọa có lúc nó chơi đùa trong nhà khi tìm thì chẳng thấy đâu do chẳng nghe tiếng mở cổng lớn nên con và mẹ nó rất thắc mắc cùng đi tìm thì bỗng nghe tiếng động trong tủ quần áo chúng con mở tủ ra nhìn vào á thì thấy thằng bé đang ngồi xếp bằng trang nghiêm trong đó mắt thì nhắm miệng chẳng nói lời nào nhưng giống như là đang niệm cái gì đó con liền kéo cháu ra để hỏi ngồi trong đây làm cái gì? Nó đáp, con không biết. Thưa sư phụ, ngài nói xem, thằng bé này có duyên với Phật phải không? Nó luôn nói tương lai mình không kết hôn, chẳng thèm chút buồn phiền làm gì. Hòa thượng bảo, Đúng đó, các người ráng nuôi dạy nó cho tốt, để nó làm thiện tri thức cho Phật giáo. Tương lai sẽ cống hiến rất lớn cho đạo. Bà Trình Vĩ nói, Con có một việc nghĩ hoài mà không hiểu, ôm thắc mắc mãi suốt bao nhiêu năm nay, xin thỉnh giáo sư phụ, con vốn chỉ có tấm bằng cao trung, sau đó gặp cơ hội, chỉ tính làm ăn nhỏ thôi, ngờ đâu việc hết sức phát đạt, thuận lợi vô cùng, mãi cho tới bây giờ, sự nghiệp quá thành công, có lúc khiến cho bản thân con cũng có lấy làm lạ, vì có nhiều người bằng cấp rất là cao, lại cực kỳ thông minh, thậm chí ra làm việc sớm hơn con, nhưng trước sau không phát, hoặc có hơn thịnh được mấy năm á, thì lại bị suy sụp, còn con á, thì không những phát đạt thuận lợi, mà còn may mắn, được gặp Phật Pháp, biết niệm Phật, nè tụng kinh, nè in ấn kinh, tạo Phật tượng. <laughs> Công việc làm ăn ngày càng tốt, đây không thể nói là không có phúc báo, sư phụ có thể giảng cho con hiểu, con đã trồng nhân tốt gì trong quá khứ. Mà được kết quả như ngày hôm nay vậy? Sư phụ nói: "Vấn đề này phải do chính mình tự tham thiền công phu đạt thì sẽ hiểu minh bạch thôi. Chắc hẳn anh làm ăn từ sáng đến tối toàn lo kiếm tiền, không có thời gian tĩnh tọa." "Để cháu trình vĩ và mọi người hiểu rõ nhân quả, tôi sẽ kể cho nghe một câu chuyện." Thời Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thế, có một lần nọ có hơn hai ngàn vị đệ tử phật đang ngồi trong giảng đường chăm chú nghe ngài thuyết pháp khi đó có một vị tỳ kheo ngồi ở tận ngoài cùng gần cổng lớn trong bụng đột nhiên vang lên tiếng sôi rồn rột nhưng do các tỳ kheo quanh đó đang chú tâm nghe pháp nên không ai để ý vì tỳ kheo này bỗng nghe phía sau mình có tiếng cười liền quay đầu lại giòn thì thấy ngoài cổng có một bé trai khoảng chín tuổi đang cười hì hì mồm đang nhai gì đó tay còn cầm nửa cái bánh nhỏ tiếng hỏi sư đói hả tỳ kheo gật đầu thế là thằng bé tặng nửa cái bánh cho vị tỳ kheo rồi xoay mình bỏ đi chơi tiếp hòa thượng bảo ba trình vĩ đứa bé đó là tiền thân của anh do biếu vị tỳ kheo nửa cái bánh đang lúc đói lòng giúp ông ta dựng tâm nghe pháp công đức này hết sức lớn đây chính là nguyên nhân khiến đời này anh giàu có sung túc trong kinh địa tạng nói đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ ở trong phật pháp trồng chút thiện căn bằng hạt cát mẩy tơ sợi tóc thì phúc lợi được hưởng không thể ví dụ trong đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe một câu một bài kệ phát tâm ân trọng tán thán cung kính bố thí cúng dường thì người đó được phúc báo lớn vô lượng vô biên nếu có thể hồi hướng cho pháp giới thì phúc này không thể ví dụ đứa bé kia do hiếu kỳ mà đến cổng giảng đường nghe mấy câu phật pháp có thể bé chẳng hiểu rõ nghĩa lý nhưng trong nhiều đời sau từ đó đến nay nhân duyên chính mùi bé cung những thành đệ tử phật mà còn rất giàu có chính là anh đấy phải biết vì tỳ kheo được bé tặng nửa cái bánh lót dạ lúc đói lòng nhờ vậy mà vững tâm nghe pháp phật được khai ngộ và chứng quả nhân đây mà có duyên với anh biết đâu chừng đời này cũng đến tụ hội hoặc cùng anh gặp gỡ chung sức hoàng dương phật pháp chỉ cần anh không ngừng tu tinh tấn chịu khó tham thiền tỉnh tọa sẽ có ngày anh hiểu rõ hết còn những người làm ăn mà sự nghiệp không thành công đa phần do đời trước hoặc đời này họ không chịu bố thí hoặc đã từng tạo nhiều chướng ngại khác muốn chuyển biến vận mệnh thì phải biết cách bố thí làm nhiều việc từ thiện ích quốc lợi dân và nhất là không nên sát đạo dâm vọng thực hành trì chí bình tâm thì có ngày sự nghiệp sẽ thành những người giàu sang, mà sau đó tiền tài bị tán thất. Đa số là tại họ tiêu tiền tạo nghiệp mà ra. Chẳng hạn như, tạo nghiệp tà dâm hừng thịnh, vì muốn ăn ngon sướng miệng mà tạo lắm sát nghiệp. Hoặc là, họ kiếm tiền bất chánh, thì như kiếm tiền bằng cách tạo các nghiệp sát đạo dâm vọng một khi nhân duyên chín mùi ác báo sẽ hiện tiền cho nên những ai làm ăn sinh sống theo nghiệp tà thì nên sớm chuyển nghề phải gìn giữ thân khẩu ý sửa đổi hành vi xấu sám hối tội lỗi bỏ ác hành thiện thì sẽ thay đổi được ác báo dị lai tiếp theo là câu chuyện thứ hai cũng liên quan đến con đường làm giàu thai giáo tuyệt vời lời người dịch thoạt đầu khi đọc đến tựa của câu chuyện này tôi đã rất thờ ơ không muốn dịch nhưng sau đó tôi ráng đọc thử xem tác giả muốn nói gì và câu chuyện đã khiến tôi cảm động xin được chia sẻ với bạn đọc nhất là chư phật tử tại gia những người trẻ tuổi sắp làm cha làm mẹ tiết đình là một nhạc công khi mang thai cô bắt đầu có niềm tin chân chánh đối với phật pháp nên phát tâm nghiêm trì ngũ giới tập tu theo pháp phật và quyết định giáo dục thai nhi theo phật giáo chúng ta hãy nghe tiết đình thuộc lại câu chuyện giao cảm thần linh thần kỳ giữa hai mẹ con họ sau khi kết hôn vì muốn đứa con sinh ra được khỏe mạnh thông minh tôi rất chú trọng đến ẩm thực, lo tập luyện, chuẩn bị chu đáo đủ cách. Thấy trong kinh địa tạng ghi rằng, chúng sinh ở cõi ta bà, đời vị lai, những người sắp sinh con, nếu trong bảy ngày mà tụng kinh địa tạng, bất khả tư nghị này, và niệm danh Bồ Tát đủ dạng biến, thì đứa con sinh ra, dù nam hay nữ, đời trước có ương báo, cũng liền được thoát khỏi, an lạc dễ nuôi, thọ mệnh tăng đoạn kinh này đã ban cho tôi chỉ đạo quý báu tôi tin tưởng và cảm thấy được khích lệ rất lớn vì vậy tôi quyết tâm nuôi dưỡng đào tạo ra một đứa bé băng thanh ngọc khiết có tư chất thanh cao nhất quyết hung đúc trí tuệ và phúc đức cho nó theo phật pháp tôi trong thời kỳ mới hoài thai tôi bắt đầu vì con tụng kinh địa tạng do thân thể chưa quen không thoải mái nên tôi chỉ thành kính tụng kinh địa tạng vào mười ngày trai. Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản. Làm vậy là giúp cho sinh mệnh bé bỏng mới tượng hình trong bụng tôi, có thể được nghe bộ kinh bất hủ của Phật Thuyết. Tôi quyết tâm vì bé, tiến hành việc thai giáo tốt đẹp nhất, theo Phật Pháp, nên lòng cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào. Niềm vui này thật khó mà diễn tả hết được tôi luôn cầu chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ban cho tôi một đứa con như nguyện, mang thai được bốn tháng. Nhờ thiện tri thức khai thị, được người nhà tôi giúp toàn lực ủng hộ và chăm sóc. Tôi triệt để tin lời Phật, nên hoàn toàn ăn chay. Ăn chay không những giúp tôi có dinh dưỡng tốt, thanh sạch, mà cũng chẳng bị mỏi mệt khó chịu. Ngược lại, còn khiến tôi mặt mày hồng hào tươi tắn thân tâm an vui tinh thần thể lực sung mãn sau đó tôi tiến bộ hơn có thể vì con mỗi ngày tụng một bộ kinh địa tạng siêng năng không lười tôi đối với những điều phật nói trong kinh vững tin không nghi tôi tụng kinh âm thanh rõ ràng ngày ngày bầu bạn cùng thai nhi đang dần lớn lên trong lòng sung mãn niềm an lạc hân hoan chưa từng có vì kinh nghiệm đang thực hành lòng luôn mong mỏi khát khao mau được nhìn thấy mặt con thời gian trôi qua thấm thoát mùa hạ đến tỏa khí nóng oai bức khó chịu nhưng tôi không chút lười biếng vẫn nỗ lực dụng công ra sức thanh năm quả dục nghĩa là tai chẳng nghe tiếng ác mắt chẳng nhìn việc ác tinh tấn không lười luôn dùng chánh niệm hộ tâm mỗi ngày tôi vì thai nhi tụng kinh tận lực làm một người mẹ tốt đúng cách hôm nọ lúc tôi tụng xong bộ kinh địa tạng thì cảm thấy cổ họng khô đau liền tiến đến tủ lạnh định lấy kem ăn giải lao thưởng công cho mình đã cực khổ tụng niệm nãy giờ nhưng ngay giây phút tôi mở tụ lạnh ra đột nhiên trong đầu tôi vang lên tiếng nói Mẹ ơi, đừng ăn kem, con sẽ rất lạnh. Việc này thật bất ngờ, khiến tôi tưởng mình nghe lầm. Lòng cảm thấy rất kỳ quái, nên thầm nghĩ. Đây chắc là do ta tự nghĩ lẫn thẩn, hoặc là một dạng tự kỷ ám thị mà thôi. Vì vậy tôi không chú ý và quyết định. Nghĩ một chút, lát nữa sẽ ăn vậy. Nghỉ ngơi xong, tôi lại đến mở tủ lạnh. Thật không ngờ, cảm thọ lúc nãy lại xuất hiện. Mẹ ơi, đừng ăn kem, con sẽ rất lạnh. Câu nói này một lần nữa vang lên mãnh liệt trong óc tôi. Rõ ràng là thai nhi trong bụng, đang dùng tâm nói chuyện với tôi, và mắt cho tôi biết những cảm thọ khổ vui của nó. Giao cảm kỳ diệu này, khiến tôi hiểu sâu sắc thai nhi, và tôi đang tâm tâm tương thông tâm tâm tương tri kinh địa tạng đã giúp tôi và con liên lạc mật thiết mầu nhiệm cùng nhau mẹ con chúng tôi đồng hiểu nhau qua ngôn ngữ nội tâm cùng cảm thọ kết thành thiện duyên mẫu tử cực kỳ thâm sâu quyền diệu trong đời này tôi đã từng dùng tâm thành tâm cung kinh tụng phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chứa đồng tử kinh trong kinh diễn tả khi con ở trong thai nếu mẹ ăn nóng con khổ như đang ở trong cái nóng địa ngục nếu mẹ ăn lạnh con khổ như đang ở trong cái lạnh địa ngục cả ngày thống khổ vừa theo đoạn văn kia giây phút tôi và con tâm linh cảm ứng đã chứng thực giải rõ điều này khiến tôi xúc động vô cùng mãi mãi không thể quên lời phật đúng là chân ngữ thật ngữ mà đây cũng là ứng hợp với những điều trong cuốn sách thuốc, Thiên Kim Phương. Trong đó có nói, trong lúc mang thai mà ăn cực nóng hay cực lạnh là cấm kỵ. Từ đó vì thai nhi, bất kể thời tiết nóng bức ra sao, tôi cũng không dùng qua thức lạnh nào. Cục cương sinh ra được hai tuần. Theo thói quen, tôi cho bé ăn hoàng liên, một loại thuốc bắc khiến bé đi tả không ngừng. Ngắm nhìn bé ốm gầy không còn sức lực, lòng tôi nóng như lửa đốt, cực kỳ bất an. Tôi áp mặt vào dần trán tái nhợt của con, U tư trăm mối, tâm rối như tơ. Thì ngay lúc đó, trong óc tôi chợt xuất hiện một câu nói. Mẹ ơi, mẹ đừng dùng trứng gà nữa. Ăn trứng gà với con rất là không tốt. Tôi bừng tỉnh ra. Chính là bé cưng đang nói với tôi. Tôi hoàn toàn ăn chay đúng theo kinh địa tạng dạy. Nhưng do để thúc sữa, chị dâu tôi đã ngày ngày làm rượu trứng gà cho tôi uống. Lần này, tôi bắt đầu thưởng thức cuộc đối thoại tâm linh thú vị cùng con. Tôi khởi ý nghĩ trong tâm. Con cưng à, mẹ phải làm sao con mới an ổn đây? Bé lập tức hồi đáp. Mẹ hãy mau tụng bảy bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho an gia trái chủ của con. Không chút chậm trễ, tôi lo tụng cho xong bảy bộ kinh địa tạng. Sau đó tôi hỏi bé. Mẹ đã tụng xong bảy bộ rồi, con muốn mẹ làm gì cho nữa? Bé đáp bắt đầu từ nay mỗi ngày mẹ tụng cho con một bộ kinh để tạ nha tôi lại hỏi tụng đến bao giờ mới ngừng bé đáp tụng đến khi con có thể tụng kinh được thì ngừng vậy bao giờ con mới có thể tụng kinh được bé đáp bảy tuổi tôi bỗng nhiên tỉnh ra từ đó hàng ngày tôi tụng kinh không ngừng tôi tụng kinh đến hôm thứ hai thì chứng đi tả cô bé liền dứt khi tôi viết đến những dòng chữ này thì bé đã được hai tuổi rồi thân thể mạnh khỏe an lành dễ nuôi đồng thời để hoàn thành lời hứa với con tôi hàng ngày vì bé tụng một bộ kinh địa tạng bảy năm sẽ là hai ngàn năm trăm năm mươi lăm bộ kinh tôi và chồng tôi tin sâu bé có thể dùng nhân duyên này để quá độ chúng tôi tinh tấn tu hành tôi hiểu sâu như vậy là cả nhà chúng tôi cùng nhau chung sức hoàn thành đạo nghiệp tùy theo con ngày càng trưởng thành mà đạo nghiệp của chúng tôi ngày càng tinh tấn đồng thời thiện hạnh thiện đức của chúng tôi cũng tăng trưởng theo điều này đối với cả gia đình chúng tôi mà nói quả là an vui hạnh phúc biết dường nào. Tiết Đình Giải thích thêm Con và mẹ là do nhân duyên cực sâu mà chiêu cảm nên tình thâm. Trong thời kỳ hoài thai, mẹ cùng con thực sự nương nhau, liên quan từ máu huyết, xương thịt, tinh thần cho đến thể chất. Vì thai nhi tụng kinh đại thừa chính là thai giáo tốt nhất. Tôi đã gặp nhiều người khi mang thai tụng kinh địa tạng, lương hoàng sám hay các kinh đại thừa khác đứa con sinh ra thật là xinh đẹp thông minh mạnh khỏe an lạc dễ nuôi đây là bài văn từ thuật chân thành của một người mẹ ở thượng hải lúc bà sinh ra mười lăm ngày thì tôi gặp ba người cả nhà họ và đích thân kiểm nghiệm nội dung câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin bàn về giao tế ăn mặc buổi giảng ở huệ châu của quả khanh tu hành là phải tu nơi tâm không phải chỉ tu ở hành vi thôi nếu hành vi tốt mà tâm nghĩ loạn nghĩ sằng thì cách tu này không có tác dụng thời xưa nam nữ thù thù bất thân không thể ôm nhau nếu thân mật lắm thì chỉ có thể nắm tay gặp nhau nếu có ái mộ thì chỉ nghĩ người này sao mà xinh đẹp thế vì luôn lý ngày xưa luôn vậy nam nữ hữu biệt không cho phép hành xử buông thả thời nay thì thế nào bạn thấy nghe trên truyền hình giới nữ ăn mặc cực kỳ hở hang còn tự cho như vậy là thật tuyệt đây gọi là không biết xấu hổ bởi sự ăn dần hở hang như thế là khơi gợi lòng dâm suối người khởi dục phạm tội cho nên bạn phạm tội lớn phải xuống địa ngục rất điên đạo còn nữa nữ vốn để tóc dài nam để tóc ngắn nhưng bạn xem hiện tại đi, nam nhân để tóc dài, uống, ép, sấy hay cột đuôi thắt biến. Còn con gái thì để tóc như con trai. Mấy ông lại mặc y phục qua, nữ mặc màu xám đen. Hiện tại đa số như thế ngược ngạo cả. Thời nay nam nữ mặc y phục rất lạ. Con gái mặc hở rốn, hở bụng, tỉnh bơ đi ngoài đường. Có lúc còn không mặc quần, rất là điên đảo. Mặt khở hang khiêu gợi như vậy có phải là Để nam nhân nhìn thấy ta thì đạo rực phát cuồng Bùng khởi ham muốn tình dục Bạn có biết làm vậy là mình đang phạm tội chăng? Bạn có biết ăn mặc vậy sẽ khiến bao đâm nhân khởi dục vọng tà niệm? Nam nhân phạm tội là do bạn khiêu gợi tạo thành Bạn cũng góp phần suối bảy Việc phạm tội bạn có biết không? Lúc nghe tôi thuyết giảng Các cô gái ngồi dưới đài đều lộ vẻ xấu hổ bởi các cô thuộc con nhà rất giàu ai cũng ăn mặc đẹp đa số tròn mặt hở ngực hở linh thậm chí khoe cả bụng rốn ra ngay trước phật được nhưng các cô gái này vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe tôi giảng cuối cùng tôi hỏi họ quý vị biết động vật và người khác nhau chỗ nào không và dạ có tôi hỏi khác nhau thế nào các cô đáp động vật không biết xấu hổ còn con người biết xấu hổ Đúng vậy, động vật mà luyến ái Thì con đực đuổi theo cái bộc lộ dục vọng thẳng thừng Còn loài người chúng ta thì biết e lệ giữ gìn Bạn xem, chúng ta hiện nay cư xử dạng dĩ giống như động vật Theo quan niệm đúng đắn thì phải là Con gái luôn biết giữ thân, ăn dần kín đáo, khéo từ bảo hộ mình Không nên khiêu gợi, làm người phát sinh tà niệm Vì nếu gặp trẻ không tự thống chế được thì họ sẽ xâm hại đáng tiếc là thời nay phái nữ ăn mặc càng lúc càng mỏng ngắn thiếu giải thậm tệ đến nỗi dù đi trên đường lộ hay lái xe vào công sở nhìn đâu cũng thấy buổi sáng các cô nghe tôi giảng rồi thì chiều đó khi đến tất cả các cô đều thay đổi y phục kín đáo lịch sự trang nghiêm như vậy đồ chứng minh con cháu chúng ta vốn rất ngoan chỉ vì không được ai chỉ dạy cho thôi bạn chỉ cần chịu khó giải thích thì con cháu mình sẽ hiểu và không thèm ăn mặc lố lăng nữa. Giữ giới là tuân thủ hành những điều tốt cho ta lẫn người khác. Nếu mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều hành đúng pháp, tất nhiên hợp đạo, ắt cuộc sống sẽ được thuận lợi. Ai sống thất đạo vô đức, tất nhiên phúc chẳng đến cửa. Tuy rằng chúng ta đang sống đây, nhưng thực sự ai cũng phải chết. Song bạn đâu biết lúc nào mình chết và sẽ chết như thế nào Vì vậy mà sau khi nghe giảng Hiểu pháp rồi Thì ráng tranh thủ tu hành Như thế thì một khi cái chết đến Bạn sẽ không bị rơi vào cõi xấu Hiện tại dù bạn có tiền Có quyền thế Cũng đừng cho rằng mình luôn có kết quả tốt Bởi cho dù bạn tốt tính Thì cũng không chắc chắn chi Nếu trong quá khứ Bạn từng sát sinh, ăn thịt Tạo rất nhiều nghiệp xấu hãy tự kiểm xem bạn đã sám hối chưa lương hoàng sám là bộ sám văn rất hay rất hữu hiệu tôi mong mọi người hãy nương theo sự hướng dẫn trong đây siêng năng sám hối trong tứ chủng thanh tịnh minh hối phật thích ca có nói thời mạt pháp dâm tâm hừng thịnh mọi người đều súng nhau quảng bá dâm dục ngày ngày tán dương dâm bạn xem có phải là thời này chăng Hiện nay ở đâu cũng thấy quảng cáo, từ ngoài đường, phố xá, đến báo đài, truyền hình, gì cũng quảng cáo. Nhưng người quảng cáo thường ăn mặc rất hở hang. Hôm kia đi trên đường, tôi đang chờ đèn đỏ, thì thấy bốn cô gái bên cạnh, mặc y phục hở cả lưng eo. Mốt bây giờ là mặc hở rốn, hở eo, phơi hết bụng ra. Quần hay váy gì cũng cực ngắn, còn mặt trột xuống thật thấp. Không phải kiểu ăn mặc ít dạ như thế Chỉ có tại địa phương này mà khắp nơi Đa số các gì mặc như muốn phơi thân hết ra ngoài Y phục càng lúc càng mỏng, ngắn cực kỳ Người thời nay quá chú trọng chuyện phòng the Còn các nơi hướng dẫn chỉ bài dâm tà Thậm chí khuyến khích cả việc thủ dâm Và cho đó là bình thường vô hạn Làm vậy tương lai đều sẽ xuống địa ngục Vì thế người tu phải thanh tâm quả dục dốc sức đoạn trừ dâm dục vì chúng ta là phàm phu nên vẫn còn dâm tâm nhưng phải lo khử trừ vọng niệm này quý vị có thể làm được chăng nhiều độc giả xem xét tôi họ chỉ là những cặp vợ chồng trẻ độ khoảng hai ba mươi tuổi đã có con viên mãn sau hiện nay đều rất thích tu và quyết tâm đoạn dục đa số người thời nay ưa săn lùng thuốc tráng dương, cường âm. Vì họ muốn làm tân đương tân lan mỗi ngày, nên xúm nhau lo kiếm thuốc săn ngực, chắc chân. Bộ chỗ này, bộ chỗ kia. Nữ nhân thì khoái ăn diện hở hàng đến mức muốn nam nhân nhìn các cô là khởi dục. Bạn có biết làm vậy là tạo nghiệp ác, sẽ chiêu khổ báo đến cho bản thân mình hay không? Lần này khi đến phi trường Thượng Hải chuẩn bị lên phi cơ, tôi nhìn thấy tấm hình cô gái quảng cáo ra trên vách một tòa lầu hình cô được phóng to lớn hơn nhiều so với người thật đó là một cô gái tóc vàng mặc bikini các ông vừa nhìn thì mắt liền dán chặt vào thân thể cô chẳng muốn bước đi họ đều nghĩ chà sao mà bốc lửa bắt mắt quá đúng là cô gái này trời cho body đẹp tôi vừa nhìn thì cảm giác đầu tiên là cô ta rất đẹp nhưng cảm giác tiếp theo là tôi thấy rõ một, một Cô hiện đang mắc bệnh phụ qua rất nặng. Nghĩa là sao đây? Bởi vì rất nhiều nam nhân vừa nhìn thấy cô, thể đều dần chân, ngó chăm chăm. Thân thể cô quả nhiên mỹ lệ và quyến rũ. Tại phía trường này, ngày nào cũng có đông người đến đây. Các ông vừa nhìn cô thì đa số đều khởi ý nghĩ sàng bậy, dục phát ảo ảo Bởi cô ăn dần quá hở hang kêu gợi. Chưa hết, sau khi các nam nhân này về đến nhà rồi, thì trong óc họ luôn tơ tưởng đến hình dáng bốc lửa của cô. Kèm theo là ý tà giam mãnh liệt. Như vậy rất không tốt. Tôi quan sát tiếp, thấy rõ cô gái này vẫn chưa chết. Nhưng hiện đang nằm liệt trên giường, không thể cử động, bởi cô bị bệnh phụ khoa quá nặng. Có lẽ cô sống cũng không làm việc gì bậy lỗi. Chỉ có chụp quảng cáo thôi. Nhưng chính vì cô mặc hai mảnh quảng cáo như thế vô tình làm hại vô lượng vô biên người cô đã phạm lỗi âm thầm gợi dục kích khởi dâm tâm người bộc phát vì vậy các cô tuyệt đối không nên ăn mặc hở hang bạn muốn hở hang để lộ hàng khoe thân thì chính là đang kêu gợi lòng dâm mà kích thích là một người xin tâm dâm thôi thì tội đã vô biên rồi chúng ta hiện tại đều ca ngợi tình ái yêu đương nhiều tình lắm dục để làm chi bạn muốn nam nhân nhìn bạn phải nổi dục, phát tình ư Như vậy là muốn khơi gợi dâm tâm của người khác giới Đấy chính là tội lỗi của bạn Đối với bản thân bạn rất có hại Vì tội này do bạn tạo ra Giống như cô gái trong hình quảng cáo kia Cô chẳng có làm gì bậy Nhưng chính tấm hình hở hang của cô đã gợi dục Làm loạn tâm nhiều ông Thúc đẩy dâm tâm họ bùng phát Hiện nay ta thường thấy những hình ảnh hay các cảnh quay quảng cáo, trong đó người mẫu hở hang tận mặt. Nhưng loại quảng cáo dạng này rất quá hại và mang tội nghiêm trọng vì có ý gợi dục khơi dâm. Cho nên, đã là đệ tử Phật, thực tâm muốn tu thì xác đạo dâm vọng, chúng ta nhất định phải đoạn tuyệt. Cũng xin nhắn nhủ phái nữ, khi đến chùa nên ăn dần kín đáo, không nên hở hang. Không nên hở hang. Không nên hở hang. Không nên hở hang. Không nên hở hang, 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 không nên hở hang.